Xin kính thưa chư quý vị đạo tâm văn tín đồ Phật giáo, cùng là anh em đồng đạo rốt ráo trong đêm nay trước chức lên giảng đường tông phái Bút Sơn Kỳ Hương để làm lễ tổ thầy của mình, cùng là sư tổ Đạt Ma. Ngài quay phong lẫm liệt, võ nghệ cao cường, võ đạo đi lý ở bên trong, đánh thức tất cả mọi người bằng trí, bằng tâm. Ngài không có nói nhiều. Như vậy thì trường mở ra dạy học, học phải tập. Tập gì? Tập lại đặng mà mình cứu mạng mình đó, hồi phục sinh lực để mình sống, để mình sống dai. Như thế thì mạnh mẽ lắm. Nếu mà siêng tập, siêng tu, siêng niệm Phật càng mạnh mẽ, giỏi giắn vô cùng, không có lời biến. Cái thân xác của mình đã ăn nhiều quá, cái nằm ngủ đi, ngủ nó mê man dậy cục kịch không nổi à, thế vậy đó. Còn mình phải cho nó đúng giờ, đúng giấc, công phu mực mài, rồi mình thực tập thì cái xác mình nó siêng năng, thì linh hồn giỏi lắm. Linh hồn nương theo xác mà hay lắm. Rồi nếu mình mà nằm ấm rồi á thì cái bề này nó lem, bề trong nó cũng dính, nó vậy đó, nó dính. Cho nên phải đáng cố gắng thêm một chút nữa nha. Đừng có sợ, già rồi cũng được, nhưng mà thì dạy là động tác rất nhẹ, đừng có thẳng quá. Nam thì tùy ta thẳng, còn mình nữ còn trẻ thẳng, còn mình thì lớn tuổi rồi đó thì nhẹ nhẹ thôi, phải có tập. Nói thầy ơi con không nhớ, cứ tập y vậy đó, có quên cũng được đó. Miễn có so dịu trong cái bản thân của mình thôi. Học tập, tu tập đó, thấy không? Đặng mà mình hãy tu phải tập, còn học phải tập. Nói vậy đó. Kết thúc hôm nay, cũng là đêm nay là đêm bế giảng, mà quý Phật tử anh em của mình đồng đạo rất là cũng tốt, ở chịu đựng rồi với thời gian mà quy định của thầy trong mấy hôm từ 18 tháng 5 tới giờ, và có nhiều gì đi hơn. Chỉ có bà mời ở đây là bà xuất gia rồi đó, bà đi rất là lâu ngày. Vậy hôm nay thì thầy cũng xin có đó là vui vẻ để tác giả thêm những gì trong những lời nói để cho quý vị anh em được vui vẻ niệm Phật giảng sanh nha. Thì lên đó mình cũng niệm Phật được một phút hai phút gì đó, rồi quay lại tổ mình cũng diễn trình qua những cái hồi phục sinh lực cho tổ thấy. Tổ thấy mình bỏ bộ rồi tổ mới hộ mình thêm, chứ mình không bỏ bộ, mình không làm, mình giái tổ không có đó. Đấy vậy đó. Cho nên hôm nay đó tất cả quý vị đã đi bên trong được nhiều lắm rồi đó nha. Còn có một việc phải cố gắng trì tâm lẳng lặng, hồi phục trí nhớ của mình này. Vì quý vị cũng phải điên, cũng không phải khùng, mà cũng phải gì, không phải mất trí nhớ, nhưng mà nó đã lợt, nó đã xa giảm, mình lấy lại, mình hồi phục, lấy lại mình trầm tĩnh nhắn người đi. Nhưng ngày nay thầy đóng kịch thêm một chút nữa, thầy thấy đã bị rồi đó. Thì tại sao mỗi lần đó thầy bung ba lặng nội mà bây giờ đã đến giờ rồi, đến giờ kết thúc rồi. Thì tất cả quý trò đã hiểu biết qua những kinh giảng lý đạo gương mẫu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà, của Bồ Tát Quan Thế Âm, và những mật niệm của quý vị đại hải chúng, hay là Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát biết niệm như vậy hết rồi đó. Thì mỗi cái danh Phật đó thì mình phải cố làm sao dành lại, mình cũng có cái hồng danh y như Phật vậy, để sau này tất cả đời sau này, để hầu như là người ta sẽ thấy được tâm gương của mình đó. Thì hồng danh bụ sám, còn mình hồng trần, mà danh phận mình làm tròn ha, chứ không phải danh gian muốn biện, mình cũng là hồng danh vậy. Thế vậy đó. Vì lẽ đó cho nên hôm nay đó, thầy muốn tất cả quý trò phải tay bắt mặt mừng, đồng sông tây đồng, phải hiền hòa, phải vui,
không có một ngày nào mà quý vị đừng có buồn, vẫn vui vẻ mà vui với cái nụ cười tươi. Cái cây không phải héo, không phải bị sụp sùi đó, thì ngày ấy nó sẽ có bước tiến, nó bước tiến đạo, nó vui vẻ thì mát mẻ, thì mình mới có thể giải quyết được tình huống đi tới khó khăn hay là làm một việc gì rất là khó làm của chúng sanh ba tánh mà chúng ta là người phải làm được. Như vậy trầm lặng mới làm được, giấu mất hết tất cả để len lỏi làm mới được, biểu dương lên trước mắt mọi người thấy, vui buồn cười cợt ngắm nhìn ngó ta không có gì hết. Vậy hôm nay tắt lặng bóng đèn bên ngoài để quý trò đem vào đồng của mình một bóng đèn rất sáng, và về nhớ rằng khi ẩm thực của mình đó, ăn uống đó, người ta gọi là ẩm thực đó, shipai gì đó của miên, thì bây giờ quý vị ráng cố gắng dùng những món ăn rất đạm bạc đó, vậy đó. Và đừng thấy cực, thấy mi hôm nay không, chương trình này đó mình thấy rồi đó, cực quá chừng cái cô tìm đó, cổ bưng rau còn bé tỉ, tất cả toàn diện ở trong cái hậu cần của bếp, cực hết sức. Nhưng mà cái cực đó là sung sướng nhất, vì tiếp đối anh em hiền muội huynh đệ anh em với nhau trở về đây để chống học đường hay như thế. Nhưng mà biểu diễn chăng trước mặt đó, mình thấy cái bề bộn đó là thấy sợ quá rồi, cũng vì ăn uống. Vậy hôm nay Đức Phật chỉ có khất thực được bao nhiêu, chút xíu là ngồi gốc cây ăn cái rồi, còn thì chim nó lợi thì Ngài cũng chia sẻ cho nó giúp, nó giản tiện lắm. Thì thấy cái gì cực quá đó, cực cái nó sinh ra trong cái người mình kỳ quá, ta gọi là cực kỳ đó. Rồi kỳ rồi nó cục bộ hết, nó ngắn, nó cắt đoạn hết tất cả, ta nói là kỳ cục đó. Có nghe câu nói đâu, Phàm nói đó, nó kỳ kỳ cục lắm, nó sẽ làm cho mình quẩn, nó sẽ làm cho mình đủ thứ. Cho nên hôm nay mình phải giảm ăn, giảm nói, giảm làm, cộng lại cái sự đó là tinh khí thần. Khi chúng ta đã làm cực khổ quá, tính toán mất trí, thần bị giao mất mát chi phối, nói nhiều mất khí, để đâu ăn nhiều quá đó thì mình làm sao lục được cho mau được, tối tâm, ăn nhiều quá tối tâm, nằm trong tin, không tin ai được nữa hết. Bây giờ cái đức tin của mình đó, nó là một cái bình thủy tinh, nó chứa đựng những cái giọt nước rất tinh vi trong đó, nó trong mà nó trong lành, trong gieo, trong giấc, trong sanh cả, vậy đó, nó trong mấy loại trong là, thì mình chứa trong cái bình thủy tinh của mình. Mà mình ăn nhiều quá rồi mình cứ ăn với cái thời gian mà mình không có đủ cái chuẩn của mình cũng không được, mà mình ăn nhiều quá thì nó sẽ lấp hết tất cả những cái nguyệt mình sắp khai đó, vậy đó. Cho nên ngày hôm nay á, từ giờ phút này trở lên, trong một ngày nào có khi cảm ứng thì cho quý Phật tử trong một ngày chủ nhật không ăn, hoặc là dùng cháo, hoặc là dùng bữa trưa, hoặc là dùng gạo rứt muối mè trong một ngày. Hồi đó đó, một ngày đó thì cho ăn lạc hết, không cho chấm muối chấm gì đó, để cho nó khỏe ngày chủ nhật. Trời, mùng một ngày rằm cho không ăn, hai ngày đã phải nghỉ. Đây Phong bây giờ còn giữ dạng là trong buổi chiều không ăn, để ngồi cho thảnh thơi mát mẻ đó. Thì từ đó hồi xưa đó, hồi đó đó, còn bây giờ lao động rồi này kia nọ, thì thầy hỷ xả chính thầy bệnh hoạn thì cũng phải dùng cho sau đây thầy cũng được. Ban đêm uống một chút xíu sữa, nước, đường hoặc là bột được rồi, để cho nó đánh một cái dòng trong lành của hơi thở tiếp khí trong về ban đêm. Phật Monica đắc đạo vào sau mai một. Từ giờ nào thuần, từ giờ nào bị âm thì Ngài đã biết, cho nên Đức Thích Ca thành đạo và là trong sau mai một. Cho nên chúng ta ban ngày cực khổ quá, ban đêm tu không có được, nằm xuống mê rồi, nằm xuống mệt quá, dậy không nổi rồi. Vừa bây giờ học tập hồi phục sinh lực, vừa khuya thức dậy tu,
bất cứ giờ nào không có đói, 3 giờ cũng được, 4 cũng được, 12 cũng được, 1 cũng được. Nếu mà ngủ đi một giấc yên nhiên trầm tĩnh rồi đó, thức dậy thì cầm câu chuỗi tu tập công phu thiền định đó, thấy không? Ngồi thở ra hít vô quán tưởng Đức Quán Thế Âm hay là Phật Ngài hay là vị nào cũng được hết. Như vậy để chúng ta hòa nhập cùng Ngài. Phải đến chơi, phải đến thăm, phải đến viếng, phải kề Ngài mới cứu mới được. Vậy đó, cũng như chiều đạo sáu đi về đó, đạo sáu bưng hết những quyển kinh mà bổn môn đó, liên qua đó, liên qua kinh đó, thầy mừng hơn ai cho bao nhiêu triệu, bao nhiêu ngàn không mừng đâu. Vì thầy muốn có cuốn này nào mà quên đi là có một vị đem cúng dường nhiều lắm, thầy đem ra để bổ nguyện hồi chiều quý vị trì đó, nhớ không? Hồi chiều có trì đó, bổ nguyện đó. Thành ra hôm nay thầy muốn có nhiều để tặng cho quý vị. Bây giờ không có tụng nha, mình trì cũng như là thay là hóc qua nha. Thì cái câu diệu pháp liên qua kinh, mình có dịu dàng chưa? Mình pháp tâm phải di diệu nha. Diệu mới có pháp. Pháp là gì? Pháp là phép. Mà phép là gì? Là tiếng nói. Diệu pháp liên qua, mình mới giao liên được nơi cảnh giới A-di-đà cực lạc tịnh độ. Mình mới giao liên được, liên lạc được với thần tiên Phật Thánh, gọi là diệu pháp liên qua. Mình mới liên lạc qua sứ Phật kề giới tất cả các ngài, có đúng không? Đây là bài tựa của diệu pháp liên qua kinh. Phổ môn là phổ độ, môn phái nào cũng vậy hết, cũng hòa chung cùng hơi thở của chúng sanh ba tánh chúng ta đó. Vậy đó, Phật môn nào ngài cũng dạy một môn thôi chứ không có nhiều môn đâu. Cho nên là pháp môn, những môn phái nào cũng của Phật đó. Vậy tối cao tối thượng, vậy thì chúng ta phải thực tập ngày không làm mệt mỏi lắm nha. Ăn buổi trưa, chiều lại ăn đồ lỏng, đồ cứng không ăn, đồ rít không ăn, nước dừa dầu không ăn, chỉ là ăn cháo hay là ăn một món gì lỏng nha, rau luộc cũng được, nhưng mà không ăn rau sống. Mình phải căn cứ theo vừa cái ăn, chết cũng vì ăn, sống cũng vì ăn. Vì mình ăn đúng, mình ăn mình biết cái cách. Vì cái tuần hoàn hôm nay nó muốn ngừng và nó ngừng. Cái bộ máy tiêu hóa của chúng ta hôm nay không thể nào vận chuyển mạnh mẽ như thường được hết. Quý vị ngồi đây nè, thầy biết đó. Thì đứa bé mà lớn vậy nó cũng bị bao tử, vì nó dồn dập cái hóa chất này cái đó đó, vậy đó. Thì bây giờ mình không uống thuốc sổ gì hết, nhưng mà bây giờ đó, một tuần thì mình nghỉ một ngày chủ nhật trước rất sáng uống một ly nước chanh nóng, đừng để lạnh, nó sẽ tẩy hết. Đừng uống nhiều, vì mình có một ngày thôi à. Vậy rồi uống nước lạnh, đến tới cử đó, tới cái cử ăn sáng của mình á, thì mình uống miếng sữa. Rồi tới cử ăn trưa mình uống 2 miếng sữa, tới cử ăn chiều mình uống 1 miếng sữa. Sáng 1, chiều 1, trưa 2. Vì ánh thái dương nó rọi ra đây nè, quay cho nên cái lồng cầu trong này, cái sự tiêu hóa mình nó mạnh mẽ lắm. Bữa nay thầy nói nha, thầy nói cho rõ để mà mình học tập theo để tu mới sống được, chứ không sống không có được đâu. Mình phải chịu cực khổ hành ha. Thì bây giờ thầy cũng phải, bây giờ bệnh á, tối phải ăn một chút xíu, như bây giờ thấy nó nhục nhã là một, thứ hai hối hận, thứ ba ê chề quá. Thôi từ từ thầy cũng sẽ chịu uống sữa, cắt thuốc tây luôn, thực tập trở lại. Và thầy sẽ huấn liệt với một cái sự pháp pháp hội đối với phái Bù Sư Kỳ Hương của Sư Tổ Đạt Ma, của Đức Phật Tổ, Phật Thầy của chúng ta. Quyền bảo lắm nè, quý vị biết không? Quyền linh trong ta và bảo vật cũng trong ta, có nghĩa là quyền bảo. Cũng như luận thơ thông đó, vậy đó, chứ không phải tầm thường. Cho nên hôm nay bây giờ nè, kể từ đây trở lên đó, thì quý vị muốn gì thầy sắp đặt có rồi đó. Vì ta đã hứa với thầy rồi, sẽ cho con một phép
đặng một cái phép đó con sẽ chỉ giáo lại cho tất cả các bậc thí sinh trong buổi cuối mà chưa biết phép gì. Hứa rồi, thì thầy hứa là mừng quá rồi, thầy sẽ cho cái gì. Mà thầy đã biết cái phép đó là phép thanh tịnh, tĩnh lặng tham thiền. Mà chính thầy sẽ bước chân lên để thành du học phép, chứ cho đâu có phải ngồi đó mà cho mình, hiểu không? Thầy phải hy sinh trước, thầy phải đạt trước một mức độ tối cao thầy mới cho con được. Còn bây giờ thầy chưa gì hết á, bùng lắm chân tay còn bao la thế giới thì làm sao? Ngày hôm nay thầy đã quy điều rồi đó, được bình an rồi đó, lúc nào thầy vui vẻ nha, khỏa lấp đi những cái cồn bãi hú hang đó, không buồn nữa, ráng cố gắng tinh tấn nha, tin ở Phật nha, tấn là tiến nha, không lùi, tiến mãi có nghĩa là tấn là tiến, tinh tấn như vậy. Thầy ráng cố để thương yêu nhau, để mà suy nghĩ cạn cùng bên trong của mình, đáp ứng với mình từng câu hỏi, từng một đơn vị, từng một cái thử thách, từng một cái gì đưa vô là mình đã biết liền ha, mình biết liền giải quyết, đó là giải thoát. Nếu giải quyết được là giải thoát được, còn trời ơi không được đâu, bây giờ tức quá làm cách nào đây, thì còn ở nơi đây không giải thoát được. Còn những sự khó khăn gì, độc nhẫn gì, đau khổ gì giải quyết được hết rồi, thôi không có gì đâu, bình an hết trơn ha. Người ta thiếu nợ mình, ta không trả mình á, mà ta giật ta chửi mình á, tôi không trả, chửi lời nữa. Mình người tu học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, mình làm sao đây? Học theo Phổ Đà Sơn Nam Hải, học theo các ngài Tịnh Lạc Tại Xuất Sơn, làm sao đây? Nhìn, nhìn, thôi đừng đòi nữa là xong. Nhưng mà mình có cái phép quán, mình mới đi bệnh viện về ha? Hay là mình khỏi đi bệnh viện, hay là cả gia đình mình 3-4 nạn nhân, hay là không có gì hết, hay là bệnh nhân đang nói mà mình đã tha thứ, mình không đòi hỏi, thì cái bệnh của gia đình mình giảm. Cho nên kể từ đây mình phải cố gắng, phút nào mình tiếp nó vô thì mình sẽ biết cái đó là một cái vật gì, mình tiếp vô mình biết cái đó là cái gì, mình tiếp vô mình biết cái đó nặng hay nhẹ, nóng hay lạnh, gai go như thế nào. Ngoan vậy đó, đặng mau còn rốt ráo đó, bây giờ đừng nói gì nữa hết, sám hối tội lỗi, mình đưa ra cái sự thật của chính mình có tội lỗi, con xin sám hối, và em có lỗi với anh, con có lỗi với chú với bác nhiều, con nói ra lời nói đó thầy dạy nói dịu mềm, mượn người ta lấy cái gì cũng vậy, chị à, chị giúp giùm em cái ly nha, chị là chị lấy giúp em đi lại lấy cái ly giùm coi đó, thấy chưa, phàm phu tục tử không có phép Phật. Còn chị này chỉ mượn, chị nói em lấy giùm chị cái ly nha, vui nha em, đi đi đó, thấy chưa, đứa em này nó lấy mà lại nó vui vẻ vô cùng, thành ra bây giờ thầy nhắc lại là Phật cứu khổ ban vui, người ta đang đau khổ đó, em Phật lợi, Phật hòa giải được hết đó. Và ban cái vui, ban một ánh sáng, chứ đâu có ban sự nghiệp gì đâu nha. Ngài đi đến đó, ngài sẽ đem một niềm vui, một sự thật, một trong lành, một cái nhẹ nhàng của ngài để ngài giải quyết cho tình huống, thấy không? Cứu khổ ban vui. Còn mình bây giờ cũng tập theo Phật cứu khổ, người ta đói khổ đó mình cho rồi mấy em khi nó quýnh lộn với nhau, hay là nhà nó hay chồng buồn quá, xin lỗi mình lợi mình giúp vui, mình nói nè nè không có gì hết trơn, hạnh phúc nghe không đó, vậy cái mình ngồi mình kể chuyện mà mình rất là phải gò bó, đói bụng không dám về ở đó để mình nói chuyện rồi, trời tôi có đem bánh theo nè, thôi giờ mình uống nước đâu nha, vui vẻ mát mẻ, đó là mình tiếp cái tuyết rất, cái khí rất lành. Hôm nay nói trời, khí trời này độc quá không, mình độc nha, trời đất bao la bủa tùng ra, tung ra những phép Phật, phép tiên, phép thánh, ngọn gió mát, ngọn gió trong lành, ngọn gió khắc khe, ngọn gió bão tuyết, ngọn gió cô đơn, ngọn gió mồ côi, đông tây nam bắc cô. Như thế thì mình là người tiếp ngọn gió nào? Ngọn gió mát mẻ nhất, nhẹ nhàng nhất. Thì vì mình mát mẻ, cái khí tiết đó nó sẽ lòn lách ở trong cái mà mình không thấy,
di di diệu diệu, cái mặt cao cao cả vô cùng, vì hơi thở của mình không tiếp độc được, vì mình là người hiền, mình người thanh nhã, mình người tao nhã, nói là nói nào cũng tao nhã hết, phun châu nhã ngọc đó. Như vậy á thì mình đâu có tiếp cái khổ đau, rồi mình đâu có tiếp cái nóng giận hay là một cái khắc khe. Chị nói trời lúc này thay tiết đậu mùa, thầy thấy cho như bông trắng. Có nhiều vị nhận được, có nhiều vị nhận không được, vì cái dữ dằn nó đó, rồi nó nóng lên đó, nó sẽ chặt pha đi. Còn Phật Pháp một ánh gió đó rất nhẹ, rất tinh nhi, rất là thoải mái, thâm nhập vào một hơi thở của quý trò rồi là quý trò thấy cả nghe muôn liều thuốc bổ không à. Thế nên bây giờ mình niệm Phật đó, mình niệm Phật là mình đang dâng di điện để rồi mình bắt điện được mà, chứ đâu phải tầm thường. Mình giao liên với Phật từ trên xuống đó, để mình bắt nguồn đó mà mình sẽ đi về Phật, có một phương hướng rất chặt chẽ mát mẻ vô cùng. Là con người của mình hôm nay rất ngoan đạo, dập tắt ra ngoài, bỏ hết công việc kia, mình làm đủ mình đồng thôi, mình ăn một miếng thôi nha, đợi độ qua ngày, để rồi mình mở những cái bóng đèn trí, bóng đèn tâm, bóng đèn tấm tấm lòng của mình, hay là khắc khe trong cái nội tạng của mình, trong cái bầu trời vũ trụ của mình, mình dập tắt bớt rồi mình thấy hết rồi. Nơi chị anh lâu quá, chị này là tôi mới làm quen với chị, làm chi cho quen, thấy không, không tu cho nó quen, chờ làm quen chị này chỉ được lắm, rồi sau này được là còn không được, có mà không, không mà có, thế như vậy đó, không làm quen nữa, để mình làm quen với khách thiên nhiên trời nơi cõi Phật á. Quý vị có nghe không, nay thầy nói chuyện bình thường cho quý vị rõ ràng những cái sự hứng chịu những ánh tiết trời, kể từ đây ai là người gặp độc, ai là người chết, ai là người còn. Đó quý vị, đừng rên la, đừng buồn khổ, biết căn bệnh của mình là có dai có trả, nghiệp quả của mình phải chịu, hay là trong cái quá kiếp này mình sẽ đi liền, để ta đổi lại cho mình mau nhanh chóng, trường này qua trường kia, bổ túc, có thể một năm mình học hai lớp vậy đó, là một cuộc đời mình mà mình xuống mình tu, bây giờ mình trực giảng rồi mình tiến là mình tu nữa, sống tu một năm hai lớp, có hiểu không? Một kiếp con người mà mình đã ở đây được hai lần, mình tu được hai kiếp, hai lần của mình là vậy, không có đầu thai, không có gì hết, mình thoát cái cảnh luân hồi đó, mình đi về rồi mình được xứ cho xuống nữa, hay là mình được cấp xuống nữa vậy đó. Thì có nhiều vị nói thầy ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, đây là một cái nguồn gió, một cái lực sức sống của trời đất, của ân trên thầy mới nói được như vậy. Thì mình đi có đụng tất cả mọi người cũng đừng có sợ đụng, đâu có sao đâu, đâu có sao, đụng chạm đó đủ thứ này kia nào không sao hết, vì mình đã vững chắc rồi, mình đã cột đồng rồi, mình đã cây gỗ chắc rồi, xi măng mà mình đã đầy đủ xi măng, không có bị ngã, không có bị mẻ sức. Thì chúng ta sợ gì cái đụng chạm, sợ gì cái nghèo khổ, sợ gì cái mà không được may mắn đó. Thì mình đã gieo cái may không à, đúng không, mình gieo cái phước không à, mình gieo cái thọ lộc của mình rồi, đi lại chùa rồi, đi lại thầy, đi lại cái nào, đi lên bà rồi đó, con sẽ xin là lộc rồi, để đầu rồi này cái nào dắt nó tráng rồi, có gì đâu. Cái thầy đó rất là thích cười, nhưng mà hãy nói thiệt, người ta tưởng nói chơi, chỉ rõ con đường ta nó không có thì thôi thầy đến luôn, không nói nữa. Cho nên hôm nay đó muốn nhắc tất cả quý vị cũng vừa ăn vừa làm vừa mừng công việc, cư sĩ tại gia mà dân rất là thành tựu mau lẹ và đắc đạo mau lẹ, vì họ không có ỷ lại. Cư sĩ lầm lụng chiều về cuốc trồng khoai thửa đậu nương dâu muối gạo lúa bắp, ta sống được rồi, ta chỉ thấy cây xanh, ta chỉ thấy mương rảnh, ta chỉ thấy mè đầu, ta chỉ thấy chuối bắp, ta thấy cái cảnh nhà lá trong nước sốc rất thanh bần, nhưng trong này trông như mây trắng,
quý vị nghĩ sao? Đó là quý vị đó, đâu có đua chen, đâu có gì nữa đâu. Đó là có một con đường rất là thênh thang rộng rồi đó, mà quý vị sắp di chuyển về nơi Tây Phương Cực Lạc. Sức sống của mình ở đây được bao lâu? Tính ra không bao lâu hết à. Ngồi nghĩ đi, quý vị nghĩ đi, rồi mình sẽ chập chờn như cái bóng mây vậy đó, không phải nói, rồi đi, rồi lui. Như vậy thì chúng ta còn làm những gì quá đổi nữa. Rồi con này nó dục vọng tham lam nữa, niệm Phật cho bớt dục tình, dục vọng. Niệm cho sâu đi trò, mới diệt được mơ mộng nhiều đời. Niệm cho nhiều để tâm trí thảnh thơi, con phải niệm, không có tiếng lời cũng được. Di Đà vô biệt niệm, biết trước chúng con phải ráng làm cho được vinh huy. Niệm Phật Đà tỉnh giấc mau đi, về Cực Lạc không có gì hơn được. Điểm tinh tình giang buồn mấy lượt, lớp học khai trường rồi, con quỷ trước cơ linh môn, lại thầy cho con được tôn. Cắt y kỳ phận sát hồn lo tu, sau đất Phật chúng con mới ngao du chơi dần. Việc hồng trần con tởm hay chưa, về đi sống muối chiều dưa, kể mình nghèo khổ sớm trưa yên nhàn. Có độ rảnh về làng Tùng Sơn thầy dặn chút, nếu trò co buồn thì tá túc kệ kinh. Điểm về niệm Phật minh minh, vô thuyền ngồi tịnh tâm tình Phật môn. Con sẽ biết ai ru hồn mình cảnh tình, ai đưa con qua dình lên đèo, ai dẫn trò lý đạo nghe theo. Chính thầy tổ khổ eo nhiều thế sự, học để có hội trường tham dự, thi đậu đi trò mình được cử cao siêu, thì thầy sung sướng biết nhiêu, rất vui đồng đạo quý điều đắc thân. Ai cũng muốn ở nơi trần này mãi mãi, chứ đâu có biết rằng phạm lại tội răng. Nghe đi dấu của thi dân lời, thầy để lại tròn trắng sáng ngời. Đừng mua bán Phật, đừng có tu miệng tu lời, lắp đi để trầm lặng tuyệt vời bên trong. Di Đà Cực Lạc trong trong, con ơi mái tạo trần hồng tiêu tháng, mau chân trở lại Phật đàn nơi Tây Phương cảnh nhẹ nhàng biết nhiều. Mấy mươi năm chẳng thầy quá quý điều, Nam Mỹ cùng Bắc lại biết bao kêu dân tình. Không nghe biết không trụ hình trở bước, ngày nãy lấy nước ngược hết chèo. Chúng sanh đừng nghĩ vậy, cố theo theo lối cũ hiểm nghèo biết mấy. Đêm thanh tịnh giờ này con thấy, tại hội trường lừng lấy đông sông, thầy nhìn đồ đệ quá đông, thầy nhìn đồng đạo quá dày công. Buổi này học giáo huấn của Phật, nghe lời thầy, sống kinh chiều kệ để xúm về mai hương. Con ngồi trúc lá trên đường, qua trời gần đó thì chôn đại chương gần kề. Ráng cố tu
bỏ mê về đạo, cố tu hành sao dạo trong mây. Mình tu phải kiểm điểm sửa xây, quán trị từng phút rồi đủ đầy phước ân. Có chi ở chốn hồng trần, đừng bỏ việc nhỏ vô phần hưởng chung. Việc tự ích mình cũng cùng xóa đi, đừng có gieo không được nên đâu. Ít nhiều mừng chẳng đừng thâu, thì là đâu có tội âu tích tồn. Chung có biết không, mình không tu cũng như hoàng hôn bao phủ. Mà mình biết tu rồi đó, mình được hưởng thụ trong mây. Phía đông phía bắc lại phía tây, trí mình sáng suốt thay thầy của dân. Sớm tôi ráng chuyên cần bút sử, ngày âu lo mọi thứ nơi trần. Kiếm miếng ăn xa kiếm lại miếng ăn gần, tạm nhủ bút thầy nói cần nói kiếm. Đừng say mê cũng đừng có nhiễm, đừng đi kiếm hoài hoài kinh nghiệm bên trong. Có ngư uống nước xuôi dòng, bây giờ có hải đau đồng gần bên. Từ đây sắp đến bệnh cũng không được rỉ rên. Âm thầm cam chịu tại mình quên nghiệp rồi, bệnh tình con nặng nghiệp thôi. Có dài thì trả rồi ôi đừng buồn, vừa trả nghiệp mà mình biết cội nguồn Phật pháp, vừa đau thương mình gặp bậc tiền nhân, vừa thất tình lục dục mà thấy tiên cảnh ở gần. Xóa tan hết lần lần không ám nữa. Chúng không biết mình là tiên đó, sống đi rồi mửa tựa, đứng thấy trò ở cội bồ đề, rồi từng bữa sáng ra hào quang của ánh Phật bà. Ngồi đâu trì niệm thì ở tại gia có ngày. Tĩnh tâm chút đi, để nghe thầy nói dai nói dẻo. Tĩnh đi trò ác kẻo nguy cơ, đâu còn có thể cái giờ mà cho trò tụ lại ở bến mơ này rồi. Thầy nói một chút đây đó, dù thầy đã nuôi thôi, bến thuyền đã dứt rồi, thầy thả trôi về trời. Chúng có hiểu không? Hiểu lý đạo đừng rời sự đạo, hiểu lý chân phải chịu làm nhân. Hiểu Phật rồi phải lý ráng cân phân, phải bình đặng để gieo ân rải phước. Hiểu đời khổ con phải quỳ phải trước, để cầu trời mới được tồn lai. Hiểu đời con có duyên ơi, đời mù mịt đó còn con sống trong đêm nay. Nghe thầy thấy không? Một phút chút mà một chày thì đã mất màng, mà trò còn thâm như vậy rồi thì soi thấy biển cạn biết nón mòn. Biết là mình được là con, chắc rằng tu đạo vuông tròn không sao. Dù chậm chậm nhưng thầy thúc con phải tiến mau. Hy sinh cứu chúng dạng bao sự buồn, đừng có để rối nha. Như cồn chỉ nữa đó, rối nhiều ngày nhiều bữa khó gỡ ra. Chúng con đắm niệm Di Đà, được qua tai nạn về nhà lạc bán. Niệm cho nhiều đi, đừng có để dở dang khuất bông. Niệm đi con mới cảm động tường tri, nói năng bậc thiệp vậy thì lời này thầy đã cạn con ghi chưa tròn. Nói lỗ mạng, nói quá to là ngu muội. Linh hồn khờ dễ duỗi quá đi, tiếng thầy
thanh thao hồn lại nhẹ nào. Thầy nhìn tiếng nói rồi thầy biết rõ khát khao tiêu điều. Thầy hỏi chúng con, chúng con trả lời một tiếng thầy sẽ được nắm sự quy điều. Không sửa được từng tiếng nói rồi làm sao thương yêu nhân loại. Trong tiếng nói đó, đó không phải bạc, không phải vàng thôi, thốt ra tình cảm mến giống nòi chúng ta. Nói ý lời thiết giáo nói ra, nói rồi có Phật hộ canh bao la giác diệu. Thương thầy tổ, chúng con càng yêu càng mến. Nhẹ gót chân mới đi đến Phật đường, tay đừng cầm giảng sự quán ương, miệng đừng gợi lên để nhiều dương phơi phách, mắt đừng ngó để rồi ngăn cách, hay điểm sắc màu ngõn ngạch ở đâu. Dặn đi lời lẽ thành câu, con ơi thầy khổ bắt sầu biết bao. Dắn tắt lặng để chùi lao mới được cúp điện đi, để mình hiểu trước hiểu sau. Đóng cửa nhà để có chùi lao, cho sạch sẽ rồi mở nào ra sang. Không tu thôi tu hành phải đáng, bỏ việc thê trần là phó tán nghiệp văn. Về đi sóng gió không hành, học hành phải nhớ tròn trắng thầy mừng. Đừng bỏ đạo, cũng đừng xưng ta có đạo. Đừng đi đâu mà tâm mình dạo dường tiên. Ngồi ở đây nhưng lý trí phổ truyền sôi khắp cả mấy miền dâu bề. Ngồi ở đây chỉ sống kinh chiều kệ, tư tưởng thông suốt hết rồi, ai qua kế mình đâu. Dù cho ta mỹ quá sâu, ma dương đàn áp được đâu người lành. Kiên trì nhịn cũng như cây mà trổ nhiều nhành có trái. Kiên trì tu để nguyện lại bên trong, lũ ma lũ quỷ có dòng kéo nhau nó đến rồi nó trông lui rồi. Hồng lực Phật giúp con ơi. Quanh đó phép Quan Âm sáng tỏ hào quang, niệm ngày ngày hãy lo tan, phóng hào quang độ không dở dang khi thuyền. Đừng có sợ, mình sẽ nối liền với ma quái. Mình tập tu đi, giả giải giả khờ, đặng rồi ta lướt qua bờ, đặng thầy chờ sẵn con cờ cuối cơ. Hôm nay thầy dặn nhắc rất kỹ lưỡng về vấn đề của mình người tu học, cư sĩ tại gia, an cư lạc nghiệp. Sĩ nông công thương cũng đều tu được cả. Có nghĩa là mình là một bậc người hiền thảo, dây mang đầu đội, lưng cổng gót đạo mồ. Trải qua nhiều dập dồn sinh gió, thầy cũng muốn tất cả các thí sinh phải cố chuyên tu rốt ráo, quay bước liền cấp kỳ không thể hẹn nữa. Đừng có ngày mai bước về nhà có bận rộn quá như không, có gì cũng thắng lại liền à, không được, mình mới học mà. Thầy dạy mình chậm chậm từ từ, đừng phát nóng nữa, đừng phát điện ra nữa, sớm gấp không có được. Đó như vậy, chậm chậm để tùy duyên tùy cơ, hay là một chút xíu nữa là tính. Đừng có dập tất bất đà, về thấy nhà dơ, thấy bài bệnh bố trận, hay là thấy gia đình của mình vân vân. Nói chung là nhiều điều kiện mà mình phải bực bội, tức tối, hay là mình phải nói, hay là phải gây, phải cãi,
về cái đứa con nó nói trời hôm qua lợi đây bở bù ruộng nó trơn cạn nước hết à, khai cho phân xuống với cái lúa của người ta coi vậy coi được không, thì mình nói được rồi, ta coi được thì mình coi được rồi, không sao đâu, lúa ta tốt cũng như lúa mình tốt, mình ăn no ta cũng phải ăn no, thôi đi không sao đâu, rồi xong hết vậy thôi, không con này trời đất ơi thật chết rồi mày không chửi ta, đợi tao về đi rồi tính sao. Rồi quên đi cái lớp học của mình và quên đi lời thầy đã nhắc nhở mình, hiểu không? Nó vậy rồi ba cái chung trà của mình á, đi về gà rồi nó bư hết trơn, hoặc là con cái nhà nó cũng không có dọn nữa, mà nên đi 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 thật lâu mà về thấy như vậy đó, thôi bé nào lên đi dẹp chung trà cho ông con rửa ha, chăm trà nóng cái ông ngồi uống chút cho nó khỏe nha. Dạ, giật mình liền gấp kỳ, ông ngoại ông nội mình uống cái mâm trà này mà tại sao mình không chăm sóc mà mình để hư như vậy, mà ông về ông không có đầy mình gì, ông biểu rất là đàng hoàng, nó rung từ tim tỷ của nó luôn. Còn về mình dập tức bất đạt chửi đập dục ha, như vậy đó, còn đừng bì theo thầy, thầy điên có một lúc đó thôi, thầy dục đập nát hết bỏ xô hết vì bực bội, bực bội, bực bội, không phải bực bội trò, bực bội cả thế gian này cùng là tất cả không hiểu được, cho nên thấy là bực bội. Cho nên có mấy khi, còn bây giờ thầy đã tắt lòng bóp đen, thầy làm được, bỏ được. Thầy là một cán bộ, nói được có phạm gì với nhà nước thì cũng ân sủng cho cán bộ, còn quý dân này mà nói là phải bị chịu trách nhiệm, thấy không? Thầy dù sao thầy cũng có ở trong đạo Phật rồi, như vậy thì thầy có nói được, có gì cũng ân sủng, nhưng mà thầy đã rút lại liền như thế. Thì thầy mong hết tất cả con trong lớp học buổi cuối ráng chút nữa nha, còn dài, để mình cân nhắc lấy mình trong một giai đoạn cuối cùng mà thầy còn mở ra. Đức Phật thầy nhỏ giọt, đấng từ bi hộ trì mình cho đến ngày hôm nay, còn một chút nữa hoàn mãn hết. Thầy mong một câu ấy hơn ngàn ngọc châu báu. Thầy tiếp tục: không gì quý báu bằng đạo vô trường, làm cho thầy thương dựng gương sau cuối. Đây là trong buổi thầy giảng minh mông, ánh đạo trần hồng vàng son không xanh, để cho ba tánh thấy đạo làm gương, lớp học tại trường thương yêu buổi cuối. Thì là không vội cây ruốc của trời, thầy mừng con ơi không dời một phút, thấy tình cốt nhục tá túc mấy hôm. Ở trên ngày dồn đáng thương vô kể, ngăn dâu lấp bể thầy chẳng có buồn, nước mắt lệ tuôn sợ trò hư hỏng. Mình nên học bẩm đặng khỏi đến thì thầy hỏi lời gì trả lời phong phong. Thấy sao hiểu rộng cảm động thương nhân, không phú không bần không cần ai chê, không mua không kế sớm kể chiều kinh, không biệt không kinh có tình thân mến. Thuyền môn ta đến lớp học an toàn, ráng nhớ nhiều con ghi son lời lẽ, chúc con mắt mẹ học dân mau mau, rốt ráo ngày nào hòa trao chân lý. Ngày cho quyền bí hơi thở tương lai, niệm Phật mãi hoài trái sai hoàng năng. Bài đề thầy tăng ở tại trường làng, con nhớ hai hàng
đứng đi nhiều. Khổ ôi cam chịu, chút xíu được qua, máy tạo nhàn ca thật là quý mến. Hiền nhân đi đến thầy tổ mở tay, con ráng bực mày sự kinh nuôi sự. Mình tu bị thử, bị thách, gọt bao, chớ có để nào à, con yên đâu nhé. Họ xô mình té, đứng dậy mình đi, họ lại sân si mình vui tiến bước. Đó là đi ngược lại với Phật trời. Danh dự ở nơi con làm việc nghĩa, biết rằng mai mỉa đáp lại liền liền, không não không phiền. Ráng kiên ráng cử, thân mình giữ, hồn nó mình mang. Sớm sửa chiều sang, thở than quan uổng. Thầy đang chiều chuộng đạo pháp đầy tràn, ở chốn hội đàn bốn đêm học tập. Các ngài đã gặp chủng tử của con, ánh đuốc vuông tròn đài non phơ phới. Còn miền thế giới thì kệ thiết tha, chúng con tại gia từ đây rốt rau. Thầy cho quyền bảo giữ giáo trong lòng, biết tổ biết tông, đừng trông đừng đợi. Mình tu đừng sợ, đừng nở đừng nần. Một ngựa một thân, rừng tần rảo bước, mình làm cho được, biết trước nhờ thầy. Con ráng sửa xây đủ đầy đức độ, thì trời gia hộ khỏi dai khỏi vàng. Bớ bớ đào tràng, thầy toàn nói tiếp. Mấy khi có việc, thầy quá đắn đo, thầy xin trời cho Phật lo đôi chút. Bốn ngày ta túc học dân vuông tròn, dù khổ hao mòn còng lưng mỏi cổ, cũng ngồi yên chỗ trầm tĩnh lặng nghe. Nói lý nói về, nói thơ nói đạo, bốn phương ta dạo đôi khúc khải hoàng. Tích tịch tình tan thì mang hết trâu. Thì nhìn ánh đạo chắc rõ không sao, có mất ít nào nhiều phần lấy lại. Con hơi tự tại nguyện giấy bên trong, đừng lọt vào dòng mà đắm ma tà quay. Thì mình đừng hãy ỷ lại không nên, đức độ đừng quên đắp bồi từng khúc. Nói năng nhịn nhúc hiền hậu vô cùng, phép Phật trùng trùng từ từ con có. Điểm này nói rõ sáng tỏ như trăng, thế giới sang bằng có con ở lại. Ai không ở dạ trại, ai dạy ở nhà. Thế hệ kia ca thầy đau nhấp nhôi, đi kêu đi gọi khắp cả trời Nam. Hiền hậu không làm nhảm tham đông quá, tiếc thay tòng bả ít kẻ ra vào. Con ráng mau mau ngồi thêm nghe nhắc, bài thơ khe khắc dặn đạo vô biên. Học khùng học điên phải kiên phải cử, một thân phải giữ sát nọ chớ buông. Nhớ nhớ cội nguồn đừng tuôn mất trí. Bây giờ thì chỉ quan hỷ cho trò,
công cán thầy lo cao như đồi núi. Tháng ôi trong bụi ngồi trước nghe thầy mà sợ khô gầy làm sao học đau. Con ơi thầy dạo ôi hỡi trong mây, tại sao ở đây tớ thầy khít bước mà không hiểu được quá dở nghe trò. Lớp học thầy lo quanh co mấy hương, đâu phải thầy sướng ngồi đó con nhìn. Ráng hỡi cầu sinh đêm tinh buổi cuối, thầy quá là đuối nhưng vẫn chèo bơi giúp con trong đời tạc tên ghi sử. Tới ngày thi cử thầy mới nói ra là con số 3. Hôm nay trong bài Lô Tô này cũng vần con phải ráng, trò phải thông suốt học đạo như sau. Phải đòi hỏi móc môi tim tỵ ký ức của mình ra, là mình phải cắt bỏ cái cửa phàm trần này đặng mình tìm về nơi cửa tiên thánh Phật. Chứ còn mình còn mập mờ không bao giờ mình thắng nổi hết. Thầy nói chuyên tu và chuyên cần làm những gì có phúc đức, chuyên tập chuyên môn những cái nghề nghiệp không quý báu, không có chuyên môn vào cái nghề nghiệp tu học của mình, mình cũng vẫn là ngoan, mình vẫn là thâm bay, mình vẫn là lè mắt nháy tay, nhưng mà là tu thì mau thành chánh quả. Cho nên phải có phước huệ song tu, có nghĩa chúng con phải tu phước tu huệ cả hai điều, phước huệ song tu. Tu không biết tới ai hết, tu sẽ ép mình trong núi trong non, bỏ vợ bỏ con bỏ tất cả đồng bào chúng của mình, không lo lắng cái buổi này đó. Cho nên đức thầy mới nói là lòng quảng ai xót thương dân chúng, bội lố đặng Phật giáo si đôi, kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông tha. Có đúng không? Mình lúc này là một người tu không có ngồi để kệ kinh là nói dây nói văn nói chương nói, nghe là cá kệ là nói đạo túi bụi, có nghĩa là ngồi chơi đó. Như vậy đâu có sống kệ như thế, thì thầy cũng không nói được rõ được câu đó. Thông thả thì mình phải cư sĩ tại gia, mình làm những việc gì. Dạ thưa thầy, con làm tháng có 5 triệu thầy, không có đủ. Đủ giờ thầy không đủ, phải đủ, con cho là đủ. Thì con có cách để mình làm cách nào trong cái tiền này phải bỏ ra 1 triệu này, xài 4 triệu thôi. Giờ thầy không có đủ, phải đủ, có cách. Giờ thế thầy con tu không được, phải tu được, có cách. Thấy không? Nói như vậy chứ không có gì khó đó. Thì mình cứ đi mua sắm, mình không có ăn nhàm nhảm, mình tiết kiệm chút ít mình mà còn đi giúp đỡ bà con nữa đó. Còn bây giờ mình mừng một ngày 100 triệu hay ba gì đó, nhiều quá tiền cũng không đủ. Mà mấy tỷ tiết kho tàng nhà lầu hay là bạc kho cũng không đủ. Không có đủ. Mà mình biết đủ là đủ nha. Mình biết phục thiện là mình thiệt, mình không biết mình ác, chứ không có gì đó. Mình biết mình sẽ thành Phật, con quyết chí thì mai dũa, phải hiền nhân, bình đẳng, phải thấy chán ngán việc này để đi tu thành Phật ngay thôi. Nói thành Phật thì Phật chiếu linh quang liền để giúp mình liền. Đó, Ngài đang chờ sẵn, Ngài đang bung rơi cái ánh tiết của Phật Pháp, gió của tiên, đường của Thánh có hết rồi đó. Thì thế gian là đường của Thánh. Đó, còn thuyền đạo thì mình hít hơi thở của tiên Phật không à. Mình niệm Phật là hết hơi thở của Phật. Phật đang ngăn dông bão gió, dọn con đường cho mình trực giảng Tây Phương, thì nơi đó Ngài đã cho mình hơi thở cuối cùng của Phật không? Có gì đâu. Thì mình chứa đầy đủ Phật là mình muôn sự là thuốc men của mình ở trong người. Đó là một câu nói cuối cùng là phép Phật. Chúng ta bắt đầu
từ lúc này ương trưởng đi, ương trưởng đúng mùa tiết rồi, không có trễ đâu. Có trễ chăng là mình chịu khó xách nước tưới chăm sóc hơn khi vô mùa vụ đó. Như vậy thời kỳ này là mặt hạ rồi, tu rất cực, tu rất khó, kiếm phước đức rất không được. Mình phải cố gắng được một chút về Phật để ban cho quá chừng nhiều. Mình đem có quả trái cây này là mình cúng mà mình hái gì rớt cái mương á, mình thò tay xuống mình lượm cái trái cây này nó rớt cái mương nè, nghe không, bị ít quá có 4-5 trái rụng hết trơn rồi hay là hết mùa rồi, nó rớt cái mương mình chòm xuống đó mà niệm Phật nha, chòm vậy nè, cái mặt mình té đè duỗi cái mặt xuống như bùn mà tay nắm cái trái cây này cũng Phật. Phật nó cao cả quá, một trái này Phật biến hóa ra 1 tấn, vì té với mương dập cái mặt xuống mà tay còn dối cầm cái trái này đi về cúng Phật, thấy không, nghe rõ không? Thì đâu có Phật đâu có ngài nói là đem thước vàng ngọc mà lại đem cúng ngân cho Phật nha. Thầy xin kể chuyện một chút, nói tới Phật thì kể chuyện thêm, có đồng ý nghe không? Bây giờ thầy nói đó thì thầy có kể với đạo rồi, nhưng mà không có kể ở trong cái văn bản này cùng là bài bổn này cho những người chưa nghe. Để chúng con nghe rồi, nhường lời này cho người khác nghe, có đúng không? Dạ. Ngày hôm đó, không biết ngày nào, năm nào, thế kỷ nào, nhưng mà có ở tại cái khu vườn đó, không biết vườn cấp cô độc hay là một cái vườn vắng vẻ nào, thì ngài Bổn Sư Thích Ca mới đến đó để mở pháp tràng để mà nói pháp, hay là ngài đến đó cho tất cả các vị đi đến cúng dường để kiếm phước đức. Thì ngài đã dựng ngay chỗ đó, tạo chỗ đó đó rồi để đi chứ không phải ở đó. Cũng như cái tịnh xá mà có 4 mảnh lá vậy đó. Thì quan á, quan vua đó đem vàng đó trải vậy nè, rồi xe đó, xe chở vàng trùm vậy nè, vàng không hay xe. Thì đang bắt đầu làm lễ cúng vàng. Quý vị có nghe nói cúng vàng không? Có chứ. Cúng dường, cúng vàng. Đem lợi mà nói là đang tràn để cúng vàng đó. Cúng vàng tam bảo mà. Thì chưa có lệnh của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì có 2 vợ chồng của cái người này, thầy kể rồi đó. Ở trần ở chuồng chỉ có 1 cái khố thôi. Mà ở trong cái quảnh này nè, che lại kín đáo bằng lá, bằng bồ, bằng cái gì đó. Nhân dân thì 2 người đó, người đi sinh đó, thì mặc cái khố đi, chàng khuất bớt kia nè, đàn ông đó, thì mặc cái này, đàn bà thì chàng trói hết lại đi sinh ăn, về 2 vợ chồng ăn để sống. Thì chỉ có 1 cái khố mà không có giặt nó hôi, không thể nào nói được. Cho nên rồi bây giờ chồng đi thì vợ ở nhà. Bữa nọ nghe Phật mở một cái chỗ để cho tất cả các vị đến cúng dường tam bảo, nhưng mà 2 vợ chồng bà vợ nói bây giờ mình làm sao, nghe ngoài kia Phật đã người ta đi cúng mì xèo vậy, vua văn quân đồ đó nghe không thay nghe, mà còn mình bây giờ lấy gì để cúng Phật đây? Thì ông chồng nói mình không có thôi, mình cầu nguyện Phật độ mình mạnh giỏi, không được, bây giờ mình phải làm một cách nào để cho mình có mới được. Thì Đức Phật bắt đầu chuẩn bị là không nhận vàng rồi, ngưng lại rồi. Thì cái cô vợ mới nói là thôi mình đem cái khố này để cúng dường Phật đi, cái chăn này nè. Ông chồng nói thôi mà dơ nó không có dơ đâu, mình có tấm lòng mà chắc thế nào Phật cũng nhận à. Chồng nói vậy là chết sao, 2 vợ chồng làm sao mà đi xin ăn nữa. Thì vợ nó thà chết mà mình đã đem hết tấm lòng này rốt ráo để dâng cho Phật một mảnh lụa này, một mảnh vải này, một mảnh vải hôi này. Phật không có chấp, không có nói hôi thối, mà cũng không có nói tốt đẹp nữa. Thì khi đó ông chồng nói vậy là thôi phải chết rồi, bây giờ nó phải hy sinh đi, chứ giờ mình đi cứ xin ăn hoài nè, sáng tới chiều về ăn rồi không có cái gì, không được có một cái phước gì, mà không có làm được ích lợi gì thì kiếp sau mình như sao? Mình như sao? Còn hơn nữa, thôi bây giờ hy sinh, không đi xin ăn nữa, chết. Mà trước khi chết đó, phải cúng được cho Phật một món quà này.
một món quà mạng sống của hai vợ chồng người nghèo khổ nhất của cái làng đó. Thì Đức Phật nói cái vị tỳ kheo đó ở trong kia có một vật báo sắp đem cúng dường cho Phật, thì Phật chỉ dùng phép xẹt cái hào quang vô tại hai vợ chồng của cái người ở trường trong đó, thì lấy cái cây đó, cái cây mà chấm đi xin ăn đó đưa lên về, thì cái vị mà tỳ kheo đó đó mà nghe mùi hôi đó cầm cái cây đó luôn đưa về đưa cho Phật. Thì vừa đi tới Đức Phật rồi thì thấy cái mảnh vải nó chiếu hào quang hết, chiếu hào quang hết. Thì Phật đang tán thán khen ca tụng cái vị đó, thì vua quan mới lời tâu: tại sao hai xe vàng con của vua chúng tôi đem từ hồi đó tới bây giờ mấy tiếng đồng hồ hay là mấy ngày mà Phật không nhận, còn cái mảnh vải này thối hôi như vậy mà Phật lại nhận mà ôm vào lòng mà lại là ca tụng tán tụng cái vị đó, có nghĩa là tán dương công đức đó. Cái công đức mà dâng hiến đó, thì khi đó Đức Phật mới nói bình tĩnh nghe Phật nói: hai xe vàng này của nhân dân ba tánh, chứ ngài cũng có tạo ra bằng xương máu đâu. Thì đem cúng bao nhiêu đây cũng chưa đủ, đem hết tất cả những tài sản của ngôi vua của quý vị đó, của quý ngài đó, đem cúng cũng chưa vừa của người ta. Còn cái mảnh vải này là hy sinh mạng chết hy sinh, hôi thối biến lại là thơm hết tất cả trời, trời đạo lợi. Danh dự này cao thượng, đại thừa tột đỉnh, giáp hy sinh. Thì ông quan: nhà ngươi đẩy hay xe gàng về đi, ta sẽ gặp vàng rồi, có người cúng bảo vật rồi. Thì khi đó vua quỳ xuống xin Phật nhận, rồi các vị đã về đi tu. Thấy mình là thua cái kẻ ăn mày này, mà vàng này để làm gì đấy, mà bây giờ là mình phải bị nghe mắng, nghe nói nặng mà Phật đó nặng, nói nhẹ mà nặng, như thế này thì mình thua rồi, thôi mình về mình cho dân chúng hết để đi tu. Tới thời kỳ đoạn tới nữa thì cái cô này nè, cổ sẽ sanh ra đầu kiếp trở lại một đứa bé gái của cái nhà lành, sanh được có một đứa con, hai vợ chồng còn trẻ. Khi đó sanh ra đồ khóc riết à, khóc dữ lắm, khóc không thể nào mà dỗ được hết, hãy ẩm lại chùa là nín. Rồi nhìn trong cái bụng của cô bé đó đó, miếng da nhưng mà nó có một cái tấm lụa từ cái hông này trải qua bên này vàng khè, thì phải ẩm lại Phật, ẩm lại chùa, ẩm lại Phật. Rồi Phật mới nói: bà có biết rằng đứa bé này là gì không vậy? Bà nói: tôi không biết, con không biết, nhờ Phật hộ cho con nín đừng khóc nữa. Phật dở cái áo lên, Phật nói: mảnh vải này, miếng lụa này là ngày xưa cái người mà cúng dâng cho Phật là con của bà, bây giờ đầu kiếp là một đứa bé rất xinh mà lại có cái mảnh lụa tràn qua mảnh vải hôi đó trở thành mảnh lụa vàng. Thôi bà về chấp nhận cho đi, quy y vào chùa tu đi, không khó, không ở với bà được nữa đâu. Tại vì họ đã làm một việc đức mà cao cả vô cùng, ngày hôm nay chết mà phải đáo lai làm một việc rất là tốt đẹp, ngày sau độ thế cứu dân, cũng như ngày sau có lễ cho nước nhà để hy sinh cho Phật vậy. Thì Phật chỉ nói vậy rồi thì bắt đầu bưng về, 3 tuổi phải đem lại chùa. Đó là sự tích rõ ràng. Sao thì kể cho nó qua không? Trường lớp hôm nay cũng hơi buồn ngủ hay là như thế nào đó, thì quý vị có nghe là cái miếng vải đó mà trở thành là miếng lụa vàng. Bây giờ mình làm được việc phúc đức này rồi trở thành ngày sau bao nhiêu, mà lại tu nữa nha, bằng tay rất là hiền hòa nè, tướng nghi mình bây giờ mình không có, mình giống Phật rồi, Phật 32 tướng tốt thì mình cũng phải có 1-2 tướng tốt mình sửa lại, rất là đi nghiêm nghị đối với người tu sĩ và cư sĩ. Bữa nọ đó thì thầy cũng nôm na mà cái này kể chuyện cũng hơi rắc rối về vấn đề của người ta nhau không, nhưng mà không ai người tu luôn chứ không có người ta, thì thầy cũng có dẫn đoàn đây nè, cũng có quý vị nè hỏi lại coi có không, lại chùa Đại Tùng Lâm á, đây nè, không biết có ai không ạ, đây có nè,
thì thầy mới lên cúng rồi xuống, rồi cũng đi đến thế giới cực lạc. Đức A Di Đà đứng hàng hàng lớp lớp kia ra, ra rồi mệt quá nghỉ, nghỉ ở đó đó. Có một vị sư, đó là sư đi cũng củi thấp nè, mặc bộ đồ tu mà, lên chiếc xe Honda, xe gì đó, chạy rồ một cái tính bay luôn rồi kìa. Không biết có ai thấy không? Thấy không? Trời thấy hả? Vậy là có bảo chứng đó. Ai thấy nữa? Có ai giờ đi nữa à? Ông Tám đi rồi, thấy không? Mà thấy không? Thấy rõ ràng ha. Người tu mà bay đó, bay lên trời mà bay với kiếp không ra, thì quý vị nghĩ sao? Không phải nói xấu đâu, đó là thấy chứng từ rõ ràng. Chúng tôi là người cư sĩ tại gia đến chùa, quý vị là một người tu sĩ mà không dựng gương cho chúng tôi để chạy Honda như vậy rồi, chúng tôi làm sao đây? Ạt ào, nóng nảy, hung hô, nói về cái sự khác, không dám nói kế tiếp câu khác nữa. Thì như thế nào đây? Tất cả chúng sanh thành Phật đạo, chúng sanh bá tánh ngồi đây, cặp mắt trời của các vị ngồi đây long lanh, nhãn bát, thấy không? Chứ không phải nhãn nhục nha, nhãn bát, bát quái đó, bát quái đồ thơ đó, nhãn bát đó, như vậy. Chứ không phải tầm thường. Thì người ta thấy mình như sao? Rồi nói ở đây, nói quý vị ở đây mà người ta lạ lợi đó, anh em người ta có đi đến tham quan mà, người ta xin thầy lời, thì quý vị cũng, người ta ngắm quý vị y như cái vị đạo sư đó mà ở chùa đại, đúng không? Hiểu không? Chứ đâu phải đại Tùng Lâm. Tùng Lâm không phải đâu, chốn Lâm Sơn Tùng Phục, Tùng đời Tùng thơi lay đi tu tịnh, chốn Lâm Tùng Đức Phật đã giảng sanh đó, chứ đâu có phải vậy. Mà trong này ta nghe cái ta kiếm thầy đại Tùng, thầy có bảo chứng nha quý vị, thấy rõ ràng đó là của một cái gương để cho chúng tôi học, học không thèm làm vậy nữa. Thì mới mốt đây nè, ta đến đây nè, thì quý vị nào mà ra tiếp khách cũng phải có một hai vị đứng để thay ta chào rồi, sức khỏe rồi, đạo ha, đây này dịu nè, lời tiếp trình thầy nha. Hãy bên nữ, bên nam thì có nam ở tại đây nè đó, thì mình phải đi như thế nào, dùng là lẽ như thế nào để mình độ hộ người ta, để mình cứu người ta, để mình soi sáng người ta nha. Rồi để mình cho người ta thấy, nếu ta hơn thôi, nếu ta thua mình ta học cái này, ta hơn mình mà ta lại ta thấy mình là mình thua ta đó, như vậy đó. Thì mình thấy trong mây một vị đó rồi, thì bây giờ mình phải có cách để hơn các vị đó nữa, vì mình cư sĩ tại gia không có cà đầu mà cũng chả có áo cà sa mà mặc mãi mãi ha, mà mình vẫn cái tướng y của y như Phật vậy, đi đứng nằm ngồi nói chuyện rất tốt đẹp ngoan đạo. Mời uống nước đâu đó, khi người ta bước chân về thì tôi bận, tôi phải tiễn người ra tới xe, gọi là đưa tiễn, thấy không? Rồi tiếp khách, đưa khách mới đúng, rồi hiếu khách, thấy không? Chứ đừng có tức khách nha, hiểu không đó không? Tức khách á, nói cho khách tức á, chúng có tức khách mà tức khách, có hiểu không? Đừng có nói tức khách về khách mang một cái hận thù đó, không nên. Thì bây giờ mình hơn là hơn đó. Sau này trong phái Bố Sơn Kỳ Hương cư sĩ tại gia, thầy dám tuyên bố là trọn lành, phần đông rất đông, nhiều rất nhiều. Còn ý lại đó, ở chùa Thọ Cột Phướng, xin kính thưa quý vị, những ngôi chùa cũng tinh tấn lắm, tinh tiết lắm nha, tinh vi vô cùng ạ. Bây giờ ngôi chùa ấy đang sùng tu lại, hay là ở nơi Sơn Lâm, hay ở nơi Lâm Tòng nào, thấy không? Đó, ngôi chùa đó là ngôi chùa cổ đức. Cổ đức có nghĩa là chùa cổ đức độ của các vị trụ trì ngày trước, đến bây giờ có thai cũng quá cao thượng, bậc ấy đã thành Phật trong kiếp này. Ngôi chùa đó ít có ai lai giảng đến lắm, vì ngôi chùa nghèo, bờ tre, bờ trúc, cạnh bờ sông, có cây gia, cây bồ đề, thấy không? Trên nguồn sông ấy, dưới có lục bình, có cỏ,
Bồ đề trong mây của Đức Phật giáng sanh. Đến đó thì xin vì sao đó cho nên hôm nay đó thầy muốn nói về thơ buồn, về thơ vui, và để tạc ra những ý nghĩa để cho con nắm nha, chứ không phải suy tạc vào mọi mọi gì. Cho nên hôm nay tất cả cái gì khó mình cho là dễ, không có gì khó. Dù trong gai mình cứng cắn, mình vẫn đạp mạnh lên. Nếu mà gai đó thấy vậy đó, nhưng mà mình cứng cắn, mình đạp mạnh lên, một mình đè nó, hai nó sẽ sốc mình. Thà là mình đạp mạnh lên để mình có một cái năng lực để đạp trên gai thì gai nó xịu, thấy không? Còn mình sợ nó đó, mình đi nhón nhón nó đập hết cái cẳng, nó ghim hết vô. Cái lý nó vậy đó, có đúng không? Mới mốt nghe lời thầy cái về gai châm vậy kêu rồi đạp lên đi nha. Không phải vậy. Có nghĩa là lý đời qua lý đạo. Mình phải cứng cắn lên, mình đi trên sỏi đá, mình đạp trên bờ gai, không ngại ngùng. Mà phải thực tập công phu tu tập của mình, nghe không? Mới được. Còn không, không có được. Vì không tu sao mạnh? Mình tu mình ngồi quán xét, quán xét kỹ càng. Cái dục thể thân này không có gì hết, mà sự áp đảo của mọi người, hay là răng đe, hay là thù hận chúng ta sẽ đi đến với ta. Không sợ, vì ta tu cho chết. Ta tu mòn hết rồi, ta làm nghèo, ta đâu có sang cả gì đâu, phải không? Ta chỉ cao cả thôi, chứ không có sang cả. Thì không sợ mấy điều đó. Vẫn nói với ta hàng đêm, hàng giờ, hàng trong mây tháng. Nếu thời có rảnh, đem bút sử văn nho của Đức Ngài tiền bối của mình ra xem, và mình tu cho mình. Đừng lờn cợn nữa, lọc cho thông suốt để đáp ứng lại cho tất cả các vị anh em của mình sau này. Mình không tu không thương ai hết. Chính mình không thương mình. Mình tu được rồi đã, vừa thương mình vừa thương cha mẹ, anh em cốt nhục, tình huynh thủ thúc, láng giềng xã hội luôn đó. Vì cái tình thương của Phật mà mình đã dồn vào trong tâm của mình, mà mình đã làm sao có cách nào mà đạt được đó, thì cái tình thương bao la. Lòng của tất cả chúng con không nhỏ hẹp đâu nha, không? Bao la lắm, rộng lắm. Ma Nam Mô Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, chúng cũng có một cái đại hải, chứ không phải thường. Tại chúng con làm tiểu hải, chứ nếu mà làm đại hải thì đạt hết rồi nha. Ráng cố gắng, chính thầy bây giờ cũng còn có cái sai và cái tiếc. Vì mình nằm trong bầu trời này, tiếp gỗ sưng ngơ không bao giờ dứt được hết. Nhưng mà mình trốn tránh, có cách đội khăn, đội mũ, đội áo mưa cho nó bớt vậy thôi, chứ còn phải có, phải nhỏ vô. Thì chính thầy con làm sao tất cả các con, các trò được rốt ráo hết được. Nhưng mà rửa một lần không hết, cố gắng rửa nữa. Đêm thanh tịnh trong một lớp học đường thầy gian, nói gì giờ thầy đã trút cạn lý sâu, chỉ đêm nay rồi đảo lại quay đầu về chỗ ở hay nơi đâu đó đó. Thì thầy gửi lời bảo trò nên dòm ngó, chính trong tâm tánh của trò hơn bạc đó vàng muôn. Vô cho ngay ớt điên cuồng tỉnh rồi cũng nhớ lại cái tuồng hôm nay. Thầy giải đạo, thầy mong được gặp dịp may mắn,
chứ không có bảo trò háo thắng phong ba. Nói lời của Phật Thích Ca đâu có dạy đạo, nói tiếng ba hoa mất lòng. Chinh phục lại mình đi con, để thoát qua dòng, để có ngày về Phật để ngồi trong liên đài. Kinh mục bầu trời trong dạ thì nè, chúng con ơi như chẳng có ai hay. Họ tưởng rằng ở tại lâu đài năm non, hay là nơi chốn lâu son, hay tây phương Phật cho con giờ này. Không phải gì đâu, cho trong tâm tánh nhiều đời nhiều kiếp đã in sâu mối nghiệp tông đường. Thì giảng sự buồn biết Phật mở trung ương, sợ dân chúng lạc đường không về được. Lòng quá hồi ngày kia thầy biết trước, còn ráng mà về đừng từ khước mới khôn. Ngày sau như thế cái buồn, chứng toàn hoa đẹp trong càng khôn mới rồi. Tỉnh đi trò, tu để coi quá hồi qua chừng nào rồi trỗi hỡi thầy. Ta nhìn bốn phía đông tây, chỉ một giây phút thì đài mây sẵn sàng. Hoa nở khắp xóm làng hoa đẹp, hoa liên hoa mình dẹp lòng phàm. Đó rồi mình hướng thụ mình am, tâm thiện tánh đức lành mình nhâm lại. Hồi lông qua khỏi quỳ khỏi bái, bầu trời này trai gái nhìn coi. Nắng mưa đâu có thiệt thôi, mùa màng trúng hết đâu có vàng thôi tranh giành. Tiễn chọn lọc trai lành gái thầu, chọn mừng xưng học giáo học nho. Con ơi hãy ráng mà lo, ông còn chờ đợi chiến đò kìa kia. Chờ đợi con canh khuya tắt lặng, bóng đèn lồng nó sôi đặng bao xa. Ông ngồi kinh kệ hờ hà, chiếc thuyền bé nhỏ mờ xa lấp bụng. Ráng sống sót ngày cùng mới thấy, ráng đi con gãi cãi bẫy gây chông. Đừng lưu ly thắp bóng đèn hồng, tắt lặng nó để soi lòng mình mới thấy. Cảnh phong ba đi rồi đừng lấy, thầy sợ con mất trường rồi nghĩ quấy làm say. Thì sao diễn biến như lai, mình không làm được thì ai thay. Mình giờ học cho giỏi nên thơ cho đúng, làm cho lành thánh dụng trời thâu. Hội long qua thầy quỳ trước để tâu, sự an lạc rồi người hiền hầu về trước. Long thần hộ pháp ngày đi mấy lượt, lên xuống dập diều rồi nước cơ ngược tâu xin. Con lo học chí phí tình, đây rồi trò đến sân trình dự thi. Còn sống sót thiếu chi mà hưởng, cảnh bồng lai sung sướng vô cùng. Đâu ai đối lại lạnh lùng, ai cũng tu đắc, ai cũng đại hùng vô biên. Ai cũng ngoan đạo hết, không ai điếc ai điên. Thông trong đạo lý để du miền tiên bang, ai người cũng được vẻ được gian, ai người cũng phụ trách không có gian nan như giờ. Trời đánh đổ hết nhưng không gian phẳng đặng như tờ, để đêm người lương thiện mịt mờ sáng trưng.
Để nên đạo pháp được chứng hưng, các ngài đã nói chúng con không mừng hay sao? Cực khổ giờ đi, cho mau rồi hưởng. Mình còn tu không sung sướng đâu con, tại trường còn học cho tròn, nghe lời thì chỉ dạy con ráng gìn. Phải dùng kiếm huệ minh minh để giết chặt tà tâm, nhìn liếc hằng ngày gươm của mình chặt đứt đường say, đem cảnh tỉnh để nhìn kiến Như Lai phát huệ. Thầy môn mới rồi đời tàn bóng xế, nhưng bây giờ còn ngồi sớm kể chiêu kinh, tặng cho anh chị phí tinh, cùng là mối đạo của mình học thêm. Phải vượt bực lên thiền về an lạc, ráng nghe con một lát nữa tới nơi. Đừng học đừng có mê chơi, khổ thì đừng dậm đất kêu trời mới thanh. Vậy là trời đất diệt nhanh, bây giờ trời đất đã tạo thành loài người. Nói hết thảy nha, chúng con cứ vui tư nồng nghiệp niệm Di Đà, để rồi biết Phật môn. Niệm đi con được tích tồn vô lượng thọ Phật, đó là Phật môn cao tầng. Niệm xa rồi con lại niệm gần, niệm tảo niệm tầng đặng kiếm sinh nhai. Cứ lo niệm Phật hoài hoài, Di Đà nào bỏ trần ai hiện giờ. Ngài đã phát 40 mấy lời thệ nguyện con ơi. Niệm danh thì ngài rước sang bờ về quê, chỉ 3 tiếng niệm thôi quyết được trở về nơi Tây Phương tịnh độ cận kề. Chờ trong Di Đà đang mở tấm lòng đưa tay, chờ con đến để về trong nước ngài. Mau tỉnh ngộ gái trai để học, dù đêm nay có cực nhọc thế nào, thầy ngồi đây mòn sức hỡi công lao. Vừa nói vừa táo nào từng tiếng nói, thương đồng chúng muốn cùng thầy mới gọi. Đó là một Phật sống ở tại trần đời, thầy làm tối mỗi quần sinh. Có không thầy tự nghĩ mình, thầy là một Bồ Tát đang linh đinh biến trời, giúp chúng sanh tuyệt vời mà còn không biết được. Lấy con thuyền nước ngược tay chèo, đã trải qua khúc vịnh hiểm eo, chịu vất vả lái lèo cô lè, thầy đâu được núp ở đâu tàn cây mát mẹ, chỉ núp bóng ở đại từ kia thầy sẽ mát thân. Ngày đêm sám hối chiêm cần, con ơi năng học rồi gần, thầy khuyên học để về Phật, học để sang tiên, ở nhà của thánh nè không, nơi miền thứ lai. Câu này thầy đã nói hoài, nhưng đêm buồn thầy nhắc lại gái trai tỏ tường. 4 đêm học chúng con ráng hé phương nào tự chọn, 4 ngày điểm quà món cho đầy, để ở đâu chúng con nhớ đừng bỏ không hay, mà chứa đựng chỗ nào đầy hay lưng chài. 4 đêm nọ về đi hối cải, thầy mình đã mòn rồi còn nguyện giấy trời cao, tàn hơi cũng giúp đồng bào, đến ngày kết cuộc công lao không màng. Miền chung sanh bá tánh ấp xóm nguyện làng, mà chúng con là đạo hạnh đạo vàng phất phơ,
thì ra ngón đút thầy chơi, chúng con còn thọ không lu mờ thầy vui. Cãi lại đứa con để vùi vùi thương xót, cãi Phật trời mà con nhỏ giọt cứu dân. Cãi xa rồi lại cãi gần, cãi sự tạo tầng để trúc hết cứu y. Phải thu niệm để rồi tự mình ghi mình chép, phải diệt mau dẹp hết lòng tà, nó gần mình trở lại đâu xa. Phật cũng có mà ma cũng có, Phật cao cả thì nó cao hơn sáng, nhưng nó không có duy trì mà như Phật được đâu. Đêm khuya tạm gác cơn sầu, bây giờ thì còn nói đâu câu cho tròn ráng ngôn, để thầy cho giảng hại ráng tận tường trai gái khỏi nguy cơ. Hy sinh đúng nhịp đúng giờ, đò đưa cũng đúng ven bờ Phật tiên, chứ không có đưa tầm bậy mà tư mà riêng. Hay đưa đi du hí du miền bơ con, đưa đạo hạnh vuông tròn về an lạc, hội long hoa bát ngát đủ mùi, tia cành ra nở giúp người vui, thơm lấy mài không bùi ngùi như nay nữa. Hội long hoa trời đà mơ cửa, chúng cứ cứ nhìn vào rồi của báo thiên nhiên. Núi non thánh chúa tôi hiền, đèo ao hay biển cả nơi miền phát phần tắt lặng hết, rồi trăng tròn mãi mãi nha. Anh thấy dương qua lại hồng hồng, nắng không chan mưa không có mà dầm, mát mát mẻ không có mưa tầm mưa tà. Ngày ấy đó là Phật trời đã trả công ơn của trò rồi đã ngồi tu. Thấy chưa bế tắc diêm phù, rước trò tiên cảnh ngao du coi trò. Ngày ấy đó đó, chúng con no hoài không có đói à, tai không có nghe tiếng gọi như phàm, vẫn vẫn nghe tiếng Phật cồ đàm. Ngôi trời đó hiện làm vật bao, mây ngũ sắc kéo qua không từng tạo, đi từ lớp từ màn rồi hiện đảo nhìn xem. Mây đen không nêm bên rèm, nó tiêu tan hết nó không kèm đâu đâu. Dần mây trắng thấy không, có màu có sắc, ngũ sắc vàng bãi tắc bay ngang, lượn qua nhiều ánh rõ ràng. Màu nào của Phật, màu nào của tiên, có màu của bậc thánh hiền, có màu của Khổng Tử, có cảnh đại liên của thầy. Đủ sắc màu đã bao vây ban thưởng, màu của vị nào đó thì sung sướng vô cùng. Đến rồi gian dậy không trung, mừng ngày qua hỏi trùng phùng đau đai. Nước trong rồi lại nước ngoài, nước nào còn sống lên đài thánh tiên. Chừng ngày đó đó, chúng con thấy không có phải như bây giờ mà gặp liên miên cảnh tràng, không có ai mà bảo giảng hiện hình. Ngôi trời ơi hỡi thinh thinh, đến rồi đổi lại minh minh nhẹ nhàng. Dòm ở đâu cũng thấy vàng thấy ngọc hết á, bao giờ mình có cực nhọc như nay. Ngồi trên tảng đá liên đài, ăn bằng chén ngọc đũa rai bằng châu. Con ơi chờ đợi hơi lâu, thầy về thầy nói rồi thầy tâu Phật đường. Nói hôm nay con mở hội trường,
đạo thầy đã đến tấp nập mà gieo tình thương dậy đầy. Chắc rằng đầy núi sum dày quá rồng tương ngộ đặng thầy vui vui. Thế cô có nghe thì kể không? Kể có không có kể sai. Ngày đó mây của ai? Màu vàng thì của Đức Phật, màu trắng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mây nào kéo là thị hiện Đức Ngài. Mây của Thánh là màu xanh. Mây của màu đỏ, màu hức vừa đó của thần chỉ cho ngũ sắc sẽ lượn bay qua hết, của tiên, của Phật, của thần. Của tiên thì cái màu nhạt của cái màu xanh, nhạt màu lá chuối, màu xanh là của tiên. Đức Quan Thế Âm là màu trắng, Đức Phật là màu vàng, Thánh là màu xanh, thần là màu đỏ. Năm ngũ sắc bữa nay thầy nói hết ha. Thầy nói hết cho trò biết chứ, để trò không biết là năm ngũ sắc hiện đó là các vị nào ứng biến ra để chứng minh ngài mở hội. Chắc có lẽ là bữa nay thầy có nói hết đó cho quý vị tường tri. Thầy nói dốc quá, bây giờ con đâu có thấy chết hết, bây giờ không có chết. Đã thầy nói hồi nãy rồi, mình hưởng không khí lành mà. Mình làm lành hưởng lành, làm dữ hưởng dữ, làm ác hưởng ác, lai đáo quả căn giai trả. Bây giờ mình đang công phu đốt nhang, cầu nguyện thì có cái gì đâu. Dạ thưa thầy, chùa quá trời cầu nguyện cả làng cũng đỡ rồi đó. Hôm nay thấy là ánh thấy dương ở Nam, việc của mình nhẹ nhàng lắm rồi đó. Thế là trời Nam hôm nay có rạng ánh rồi đó. Thấy không? Còn các nước nó cũng tu, bộ ta tu dữ lắm chứ ta có nói với mình không? Mà mình ở đây có nói với nước khác mình tu không? Nước nào cũng tu hết, nước nào cũng có Phật hết. Sau đây rồi quý vị thấy như không? Hòa đồng hết tất cả, thống nhất nước nhà. Hội Đông Hoa mới mở. Chừng đó không có ai nói là bây giờ Hội Đông Hoa mở trên tòa thánh Tây Ninh. Có nhiều vị mở ở núi Cấm, có nhiều vị mở ở ngoài Vũng Tàu đó, Bồng Lai đó, mở Hội Đông Hoa ngoài kia ngoài nọ. Trời ơi, mở ở đâu? Mở trong lòng mình à. Thấy không? Tất cả chúng sanh đã mở mang hết, mở cửa ải hết, mở cung đời hết nha. Mở mang hết tất cả cái động quyền không của mình đó trong người mình, thì Hội Đông Hoa mở liền cấp kỳ, thì thần tiên ta mới xuống dự, mây ngũ sắc lợi hoa mới, thế giới mới thấy bình bình an an lạc xứ ha, kỳ dân cư sĩ chứ đâu phải là tầm thường đâu. Như sao xin kỳ dân đứng lên cũng như phát biểu mà thầy đã nói trong mây hay là đời sau đồ này kia nọ đó, hay là Hội Đông Hoa như thế nào, xin con phụ túc thêm và chú giải thêm phần đó. Ở đây nói rộng đó, dạ. Ghi chú vào. Dạ thưa thầy, Hội Đông Hoa xưa kia thầy cũng có nói rồi, là không phải là thấy hoa đầy tràn ở bên ngoài, nhưng mà nó cũng có, nhưng mà chủ yếu là hoa trong lòng người. Hoa trong lòng người thì nói cái tâm lòng mình mát mẻ, vui tươi đẹp đẽ, thuần hậu, đó là hoa của ngày Hội Đông Hoa. Và hỏi gì chứ ngày đó chừng nào tới, ai cũng trong ở đó trơn á. Mà nó ở đâu thì thầy hồi nãy thầy cũng có nói là ở trong lòng. Mà muốn như vậy, hồi xưa đó Phật Thầy Tây An cũng có nhắc á, trong cái quyển Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An, gần tới cái ngày Mạt Hạ thì Phật Thầy Tây An có dặn: đến nay về Hạ Thần Long ví như thuyền nhỏ mà gặp phong giang hồ, Di Đà Lục Tự Nam Mô, vãng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn. Ngài có dặn cái phương pháp đó, muốn có cái hoa đó, hoa mà ngài Hội Đông Hoa để mình dự thì phải ráng niệm Phật. Cái pháp môn là niệm Phật, Phật Thầy đang có dặn. Quý Hạ Quân, cái khối trượt Ma Dương rất lớn, chỉ còn có pháp môn duy nhất là niệm Phật. Rồi thầy dạy học trò đó, hồi nãy trên cái câu mà hồi nãy tôi nhắc lại của Phật Thầy đó, hồi xưa thì thầy hồi nãy có cho thực tập ở trên cái tầng lầu hồi nãy, thầy thực tập cho đệ tử thực tập cái niệm Phật hồi nãy đó, để nhắc lại.
Rồi cách nay cũng lâu lắm rồi, thầy dạy cái pháp môn là hồi phục sinh lực. Thì hồi nãy quay qua chỗ tổ Đạt Ma, thầy thực tập trở lại lần nữa để nhắc. Thầy lo cho đệ tử cái ngày hội Long Hoa đó phải thân, phải tráng kiện, tâm phải thuần hậu, hiền hòa, trong sáng. Như vậy là mới tới cái ngày đó, mình mới mai ra được thấy mây ngũ sắc như hồi nãy thầy dặn. Và dạ thưa thầy, là trong cái sấm truyền của Đức Phật thầy Thế An đó thầy, có nói là có người thiện nữ truyền lời nhất văn thiên lộ mái trời thinh thinh, rồi nhị văn thánh ứng quang minh, tam văn triều hội gia đình phân vân. Ba cái màn đó xin thầy bị đệ tử đọc qua nhưng mà không hiểu rõ lắm. Rồi nói lại thì nghe. Dạ. Sao? Nhị văn thánh ứng quang minh, rồi tam văn triều hội gia đình phân vân. À, có người thiện nữ truyền lời nhất văn thiên lộ mái trời thanh thanh, thì cái đó con cũng có thấy rồi, nhưng mà cái nhị văn thánh ứng quang minh để nhị hả? Dạ, nhị văn thánh ứng quang minh. Nhị văn nhị là hai đó thầy. Nhị hả? Dạ, nhị là hai. Nhị văn thánh ứng quang minh, rồi tam văn triều hội gia đình phân vân. Quá xa xem cũng thấy gần, xa gần gió tạt bụi trần sạch trong. Thì lần thứ nhất, lần thứ nhì, kề lần thứ ba, có nghĩa là cũng như cái thời kỳ thứ ba. Mà sau cuối lại đó thì có một người thiện nữ, có nghĩa là truyền lời lại cho tất cả dân chúng. Đó là cái chữ dị định trong hai, có nghĩa là nói là mấy thế kỷ, hai thế kỷ đó, thế kỷ thứ ba. Trong cái ngày thế kỷ thứ ba nha, sẽ như sau thì đọc tiếp. Có người thuyền nữ truyền lời nhất vân thiên lộ mãi trời thanh thanh, hãy xem trong bộ nhật trình. Đó là cái sự. Nói tiếp đi, tiếp câu. Dạ, thưa thầy thì nhị hay. Nhị văn thiên lộ, nhị văn thánh ứng quang minh. Thánh ứng quang minh thì bậc thánh là ai? Hôm nay là ứng khẩu thành thơ. Ứng thí trong cái buổi cùng này đó, thí thân thí pháp, có nghĩa là ứng. Ứng khẩu thánh ứng, cái bậc thánh nhân tơ ứng khẩu. Quang minh có nghĩa là quan sát và minh mẫn tinh khiết để độ dân của chúng trong một thời cuối. Quang minh chính trực đó. Thánh ứng. Xin rồi tam văn triều hội gia đình phân vân. Tam là ba. Triều hội gia đình. Gia đình phân vân. Phân dân. Thì phân dân hồ học đó sợ mọi điều kiện rắc rối, đang phân dân không biết chết sống, hay là nghèo đói, hay là như sao, có nghĩa là phân dân. Gia đình, mỗi gia đình đều phân dân hết, khổ sở mất. Phân bài, phân dân có nghĩa là suy nghĩ, heo đủ điều kiện hết. Thì thời kỳ thứ ba này, đọc tiếp từ đầu hè để lương thiệp. Niên như điển, nguyệt như thoai, vần say thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiện nữ truyền lời nhất văn thiên độ mái trời thinh thinh, nhị văn thánh ứng quang minh, tam văn triều hội gia đình phân vân. Ngó xa xem cũng thấy gần, xa gần gió tạt bụi trần sạch không. Đó thì nó nằm ở trong của thầy. Nó nằm ở trong cổ thầy. Nhị có nghĩa là lần thứ nhất, lần thứ hai ha? Đó, lần thứ hai có nghĩa là thứ ba. Thì trong cái nguồn đạo lý hôm nay đó, thánh ứng có nghĩa là thầy lãnh đạo bậc thánh nhân, có nghĩa là thầy là một thánh nhân
bây giờ không nói cũng phải nói, đã đến kết thúc rồi. Một thánh sống, một thánh nhân ở trong cuộc đời này, nhưng chúng không có biết được. Đó, như vậy thì chỉ có đệ tử nhiều đời kiếp của các ngài mới hiểu rộng, hiểu sâu được. Là một bầy tôi của trong quan phục triều đình đời trước mới hiểu được lý của thần thánh như sao. Như vậy thì trong cái việc đó, lời lẽ này, câu văn tự này thì của thầy nằm trong cái phận sứ của thầy ngày hôm nay, phải ứng khẩu vì thánh ứng. Còn phân dân có nghĩa là từng một gia đình trong một cái cuộc đời tới đây sẽ phân dân tròn méo, cao thấp, nghèo đói, bệnh đau. Mày tối ngày cứ phân dân mãi, chuyện gì đâu đó, thì dồn dập tài như thế. Còn nhiều cái lý khác nữa, nhưng thầy không nói cái lý đó, mà nói cái lý này, để giải cái lý này ra. Thấy không? Nói như vậy. Thì bây giờ đây nha, chị Ngân nhắc qua đây rồi, có ý kiến cùng với tất cả các chị trong đêm nay về chúc lành như sau. Thầy còn nói nữa, bữa nay không có xả hơi nha. Phát biểu trước thầy, phát biểu trước thầy, sao anh em đạo hiếu của mình và trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương như sao? Trò nói đi. Đó là thầy đưa ra một lời nói đầu, trò cứ nói. Bây giờ cứ phát biểu ra để nhận vào đây. Anh em trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương của chúng ta như sao? Hôm nay là ngày được học bao nhiêu ngày? Tôi là thưa thầy, như sao? Dạ, thưa thầy, hôm nay là các đệ tử đến đây đông đủ để nghe thầy thuyết pháp. Đêm nay là đêm thứ tư. Ở trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì hiện nay thầy là một vị, hồi nãy thầy có nói thánh ứng khẩu quang minh mà người đời cũng ít có ai biết, mà có đệ tử trung thành với thầy theo đuổi học hỏi cho đến ngày hôm nay, được thầy chỉ dẫn về trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thì nói về đạo hiếu nghĩa trung can, đạo hiếu đạo trung là chủ yếu. Thì trong đó thì vừa rồi thầy có cho ra một cuốn là Đền Thờ Nguyễn Huệ, đó là nói một cái thực trạng của đất nước ta ngày xưa cũng như ngày nay, là một người dân sống trong đất nước hãy nhớ là hiếu và trung, và nhất là cái tình hình hiện nay là đòi hỏi người đạo phải thực hành cho nó trúng và đầy đủ mới tròn là một người dân tốt, để dọn mình để đi lên cái đời thánh đức sắp tới. Dạ rồi, con xin có ý kiến cho đạo. Và cùng anh em, hôm nay quân trưởng kỳ dân đã về nước Việt Nam. Xin kính thưa quý vị, cũng như kỳ dân nói với anh em, hồi nãy giờ nói với thầy, bây giờ có ý kiến nói với anh em. Rồi bây giờ xin nói với anh em là vậy. Thì trong đạo, thầy đã chỉ định mỗi một anh em tùy cái khả năng, mỗi người có cái sứ mạng, có cái nhiệm vụ riêng, cũng như hoàn cảnh của tôi hiện nay. Thì ở nước ngoài, tôi cái thiền tịnh Bửu Sơn ở nước ngoài, thì tôi cũng lo in ấn kinh sách. Mà sứ mạng đó, trước đây cũng đặt để cho tôi ở trong quân đội, rồi làm báo chí, rồi viết văn, nhưng mà làm sao mình cầm cái bút phải giữ vững cái tâm của mình, không có để tiền bạc lay chuyển. Thì từ chỗ đó sau này thầy mới dùng người học trò như vậy để làm cái chuyện đạo được. Nếu trước đây mà tôi cầm cái bút ham tiền, đi theo đồng tiền, thì ngày nay thầy không có dùng tôi. Đó là chắc chắn như vậy. Từ ở trong nước cũng như ra ngoài quốc, tôi không chạy đồng tiền, lấy cái bút mình để mà kiếm sống, mà
lấy cái đồng tiền đó để mà bán cái ngọn bút của mình. Thì hôm nay con đã làm một số kinh sách, thì cũng lấy cái tâm chánh trực của mình ra để làm. Thì anh em thấy trong thời kỳ qua tôi đã làm một số được số công việc về kinh sách của thầy, và băng giảng cũng phát ra ngoài. Còn ở trong thì anh em cũng lo cái công thu công quả để phụ giúp cho cái cơ đạo được ngày hôm nay được thịnh vượng, được tốt đẹp. Thì đó là một cái điều mà hân hạnh, sung sướng. Tôi về đây rất lấy làm sung sướng. Thế anh em chịu cực khổ, đổ mồ hôi để lo sự nghiệp chung. Thì kính thưa thầy, con có ý kiến như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bùi Sư Kỳ Vinh. Thầy xin nguyện ơn trên cấp bậc đại thừa toàn năng toàn giác, xin minh chứng và chứng minh cho Kỳ Vân cư sĩ là một nhà văn báo được trả sông nợ nước sơn hà xã tắc quay về bên thế giới của Phật pháp. Ngày hôm nay thầy được nhờ một vị, cũng như là nhà nước nhờ một vị tướng lĩnh. Vậy thì một niềm vui nào bằng khi đã vừa xong công việc, có các vị, có Kỳ Vân, có vị ở đây để kề cùng thầy, để làm trọn nghĩa trọn lành, làm việc cho các ngài để cứu dân độ thế. Thầy rất vui, thầy rất vui mừng, cùng là xin ơn trên ban phúc, và xin cõi trời, và xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hồi hướng cái công đức của ngài đức độ quá cao siêu cho con được có một ít nào cả vợ chồng cũng như là bạn với nhau để lo làm việc nhân nghĩa hậu thế như thế. Và cũng cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện cho tất cả đồng đạo, và ngài từ bi hỷ xả phóng quang thị hiện độ những bậc tu hiền hiền sĩ này, nếu phát tâm niệm bà sẽ thị hiện giúp và cứu vớt. Vì hôm nay con là một người con trời được sứ mệnh và lãnh của các bậc thánh nhân hiền triết lâm phật tái trở lại, một sứ giả không mang tên, một sứ thần không ai biết, một sứ lệnh không ai tôn. Nhưng mà một linh hồn con thoải mái, rất trong Nam Hải chứng minh. Ngày nay gần khổ phục Nam Đình, con nguyện sẽ trở lại xa chúng sinh này rồi. Nếu bà độ hộ, bà soi bà thấy, ở trần này nhiều ngữ quý còn đông, thì bà thị hiện minh mông cho con ở lại trên dòng sông đưa đò. Còn kiếp chót, còn phút chót, còn cơ chót, con ráng mà lo, sớm kính chiều kể lần do báo châu. Quan Âm Bồ Tát chứng thâu đôi lời trẻ nguyện từ lâu đến giờ. Bà sớ rồi, rồi bà hiện giờ tha thứ lòng đại bi mà tứ khắp trần, sự đại hùng để cứu giúp quan dân, trăm ngàn lại bà hiện trần cứu thế. Lại Quan Âm từ bi phổ thế, con ngồi tại nơi này nhỏ lệ tuôn rơi, biết rằng thiền nó con mới vì dân lĩnh Phật lĩnh trời mới sang. Nhưng cũng phải nguyện bà để rồi lo toan mọi việc, con buồn đời muốn cách biệt cho xong,
Lại bà con ráng lập công, bà ơi đổ hết vì dân đông loạn cuồng. Con được sinh bà hơn ức triệu vạn muôn, vì bà sẽ giải độ con hết cuồng hết suy. Quan Âm Bồ Tát đại bi đôi lời con nguyện bà chứng tri đêm dài. Chúng sanh khổ trần ai nay được giác, chiếc thuyền viên thiện bác bà chờ. Rước con người bể ái sung mơ, bà thị hiện kịp giờ cứu khổ. Quan Thế Âm bà ơi phổ độ, cứu dân lành giải khổ kỳ ba. Con nhờ đại linh Phật bà, rẻo kêu từ bữa rồi niệm Di Đà từng câu. Quan Thế Âm ở đâu cũng biết, tiếng con nguyền rên xiết cả không gian. Quan Âm bà ngữ bồ đoàn, nở nào bỏ trẻ trần gian giờ này. Quan Thế Âm cùng Đức Phật Tổ, Phật Thầy cùng ông Di Lạc, cảnh này sắp sáng. Ba vị ở chốn trần gian, ba ngày lãnh hội rồi diệt luân bàn ra sao. Đức Quan Âm lâm trào cụ thế, phép ngàn muôn vô kể cứu nguy. Còn thầy giáo đạo gì thì bút văn văn tự từ khi đợi chờ. Cùng Đức Di Lạc đã phất cờ khai mạc, lập đại đàn để giải đạo giải dân. Đó là ngày lập tinh nhân, ngọn cờ ngài xuất hiện thì dân an nhàn. Đức Di Lạc đã lập đại hội làng, Quán Âm Bồ Tát từ hàng bái quá. Không gian tiếng gọi thiết tha, bà ơi cứu trẻ được qua cơ đồ. Còn thầy thì giáo bút đắp tô, thuyền du nước cơ ngược đắng kêu người về. Như thế đó mà không ai chỉnh ai tề một phút. Đến ngày này thốt nhục sắp tan, tỷ là biến đổi trần gian, lại bà thị hiện cứu an dân tình. Con sẽ biết bà thương con lắm, vì con cũng đặng trì bình. Con tập hạnh bà được cương trực thủy tình lem ô. Thuyền kêu con đã đi ô, pháp bà con đã đạt thì được đắp tô ngày rồi. Quan Âm Bồ Tát ơi, cứu nhân độ thế về rồi, duyên mới đỡ đau thiền nó bà quay. Lưng rồng bà đứng tựa rồi kề dài mây dòng. Tiếp gọi trắng bà lần xuống thế, bay lợi qua vô kể nghìn thu. Khuyên những ai ráng nhớ mà tu thương nhân loại, để cần cù học đạo. Hạnh Bồ Tát mình không được vào, biến thể thân dung mạo bên ngoài. Hạnh của bà cứu giúp trần ai, cứ giúp đỡ giúp hoài không ngừng rồi. Hạnh Bồ Tát quý người nên chịu nổi, để bà hồi rồi gió thổi mây bay. Về đi lập hành bà ngay, nguyện về cõi Phật như trăng mây tròn. Quán Âm Bồ Tát ngài đã đứng ngài lo, thì thầy là một vị đưa đò cứu dân. Từ trong rồi lại xa gần, từ sở từ thần thầy mới về Nam. Đừng kêu sống bùa quá cầm, thầy buồn thầy nói nhảm đàm ít câu. Đừng kêu bốn biển năm châu, đừng kêu dân chúng đang sầu bà ơi.
đơn kêu dặm đất kêu trời, còn con niệm Phật niệm lời Quan Âm. Đờn kêu đừng quán hận thù thâm, trì mau lục tự hay Quan Âm Phật Bà. Đờn kêu thị hiện kia cả không gian bà lượng hải hà biết bao. Đờn kêu sụp biển cù lao, đờn kêu bá tánh lao đao khốn nạn. Đờn kêu mất triệu mất vàng, mất hết đạn tràng đồ nổi ai bi. Kêu trời dẫm đất mà chi, bà ơi bà đã của quy dân tình. Đờn kêu sấm nổ anh linh, Quan Âm đi tới thị hình tất ngay. Sông kia ngã hết dài dài, bà dùng phép lạ cứu trần ai được còn. Nếu người tu lòng son nhất một, đờn thì kêu đến tột tới mây, thì bà thì Phật một giây lúc nào cũng nhắm hướng phương Tây mà kề thôi. Đờn kêu hẳn tứ bề vắng lặng, sống bao lâu có đặng được đâu. Đờn kêu vào lúc kinh thâu rừng tàn, gặp lặng trò đâu có nhìn. Đờn kêu tắt lặng âm tin, rừng tàn không tiếng minh minh lời thầy. Phải chăng xuống chốn kỳ này, thánh nhân sức hẹn đủ đầy phép tiên. Đờn kêu hậu thổ hoàng thiên, đờn kêu trái đất kinh nghiêng nữa rồi. Đừng kêu ráng nhớ đừng vui, ráng ngồi chút nữa rồi coi ta đờn. Đờn kêu chi khí đừng sờn, đờn kêu thức ngọc từng cơn vẫn còn. Đờn kêu năm núi bảy non, ta hẹn được còn sao đáo phút lai đờn. Kêu lỗ mật châu mày, đờn kêu ông đảo bị đài quá dư. Đờn kêu tạch xấu thối hư, bỏ mau để có làm người nghe dân. Đờn kêu rổ rổ rần rần, ta khải đờn tầng bốn biển năm châu. Thì bữa nay cũng có điều nói hết lời. Như thế thì tất cả chúng con cũng phải có một lời lẽ để rồi xin Thầy thứ lỗi. Cắt đứt mất cùng số nên là khó tìm. Số 32 trang 32 lật qua lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Vũ Sơn Kỳ. Xin Thầy thứ lỗi, con xin con trăm ngàn tội lỗi, mỗi việc chỉ con mỗi việc đời. Thank you.
Thầy xin có lời cùng tất cả quý đạo anh em ở đây. Thầy đã thứ lỗi chúng con rồi đó, nhưng chúng con cứ thứ lỗi cho chúng con không? Nếu thứ lỗi cho mình và thứ lỗi cho mọi người thì Thầy thứ lỗi cho trò. Nếu mình tha thứ cho mọi người thì Phật tha mình đó. Như vậy chứ không có gì hết. Vậy thì phải tiếp nối: Thầy ơi thứ lỗi. Thầy nói Thầy tha lỗi cho con rồi. Đây nghe bài kệ cuối của Thầy nhé. Thầy tha thứ lỗi con rồi, con đang học đạo để ngồi công phu. Thầy tha thứ lỗi con tu, thì con không có u bù tối đen. Thầy tha thứ lỗi nhiều phen, còn nên thắp đốt thắp đèn mà đi. Thầy tha thứ lỗi gì thì đó là con học đạo chưa từ bi. Thầy mừng, thầy tha thứ lỗi con dừng, đừng phạm tội nữa, đừng bừng trong tâm ráng tu sám hối âm thầm. Thầy tha thứ lỗi con tầm lý chân, thầy tha thứ lỗi từng cơn, thì con cũng biết mang ơn Phật trời. Ráng tu đừng bỏ con ơi, tại trường rạng học chớ đôi lời. Thầy phân, thầy tha thứ lỗi xa gần, nghe đi cho rõ đạo bần là ai. Thầy tha thứ lỗi gái trai, con ơi sám hối đêm nay phải gần. Thầy ơi dừng bước. Thầy đọc trước.
vàng vàng đôi tiếng khe khờ. Thầy dừng bước lại đợi chờ con theo vô sắc không hóa được rõ ai, bây giờ kêu mẹ ai vui buồn thầy lại đây luôn, thầy về bỏ mẹ tôi buồn bỏ đi, thầy về rất cao và một dân học con đã lành không xuống hồn văn từ đây kinh để xuống lần nghe mình nơi chốn phụ lâm nô đùa dừng bước con nên ráng học
Con đợi con săn sóc bụi cùng, thầy dùng bước lại ung dung, mở trường con ráng hòa chúng học hành. Thầy dùng bước con nhanh năng học, để xem sao săn sóc trẻ khờ. Thầy dừng bước lại trơ trơ liếc, nhìn thấy trẻ sang bờ thầy vui. Thầy dừng bước con ơi mau ráng, phải làm sao xứng đáng con trời, thì là thầy được yên nơi. Con dừng bước lại cầu trời hộ cho. Thầy dừng bước lui đò ở lại, chúng con thương đạo phái của thầy, thì là phải ráng sửa xây, đến ngày mở hội rộng mấy mình con. Thầy dừng bước của con buổi cuối, nếu bằng không quá đuối bên bờ, vậy con còn dại còn khờ, nên thầy dừng bước đợi chờ năm mươi. Thầy dừng bước không ly một bước, con ráng tu từ khước thầy buồn. Thầy dừng bước lại lệ tuôn, không phải cần triệu cần muộn đâu trò. Thầy dừng bước để lo chu đạo, đem tâm kinh hoài bảo chưa dạy rằng. Thầy dừng bước lại khó khăn, giúp con sáng tỏ sao băng trên trời. Đó là bài Thầy ơi dừng bước. Thầy đáp ứng cho con tất cả đều có đáp ứng hết. Cho nên hôm nay còn cái bài này đọc một trang, chừng nào thầy đưa tay thì chúng con sẽ ngừng lại. Thầy đưa tay về thì ngừng nhé. Trường dạy đạo nhân kích đoàn. Thầy đọc chú đấy. Lần qua cái thế nó đi đâu? Trường dạy đạo nhân. Trường giải đạo ôn hòa đồn linh, đồng thượng hiệu nhà nhân núi mầm. Ngày ngày học lý tu ba năm, thân giảng tâm học thông lầm mỗi ngày. Thầy giải đạo cuộc sai phải tình, hạ sống cuộc nhà nhân mở đời. Đừng nghe tiền của ta lời, phí xài phạm tội Phật trời phạt lắm. Học đạo nhân thường hàng hôm sớm, đầy tình thương đau ốm chung quanh. Bước đi gieo hạ trong lành, có con soạn áo để dành tương nhân. Dù nghèo khó thương tâm hòa hảo, dù đau thương chữ đạo cho tròn. Ta ơi cũng giữ đồng xóm, một đời khổ đạo cho tròn mới mang. Trường dạy đạo đạo đàn anh học, tự kiểm vì sáng sót lại mình. Càng ngày kiếm về mình hơn, sáng soi luôn biết nghĩa tình đời nay. Học đạo nhân mất mài cho nhẹn, ngày thường ơn không thể gây đời. Trái tâm đạo lý cho ơi, học hành cho giỏi học đời đúng quay. Nay thầy chỉ một bài trụ lâu, yêu người tu giảng đạo Phật thầy. Dù cho ai bao dần xây, con dân thành tổ giáo này đó con. Thầy chưa các bút sông còn nằm, giờ đứng giờ còn nhắm hồng nằm.
trường dạy đạo nhân. Thầy đọc tiếp: trường đại trường dạy đạo nhân luôn biết rõ, dạy đạo nhân đừng bỏ mới thành. Đây là lời lẽ phân răng, mở trường để dạy đạo lành thành nhân. Trường dạy đạo nhân cần tiết kiệm, để mất thần khó kiếm sau này. Trường đời trường đạo sửa xây, học qua trường đạo phương Tây phản hồi. Trường dạy đạo con nhân nghĩa, học chí tu mai mỉa đừng buồn. Học đời học đạo cho xuống, đây là trường dạy hơn muôn triệu ngàn. Trường dạy đạo dân an quốc thời, khắp buôn miền thế giới bình yên. Vì ta nói giống thánh hiền, học nhân học nghĩa lý truyền thâm sâu. Trường giải đạo con mới rõ, khỏi vào chuồng gõ mõ tùng kinh. Chùa ám kiến huệ minh minh, nhưng mà không tới tự mình nghĩ suy. Đi chùa am Phật thì đông đúc, khỏi hương kia nghi ngút với loàn. Đây lời thầy đã phụ ra, con dừng bước lại tại gia tu hành. Lập đạo nhân công thành chánh giác, có Quan Âm Bồ Tát chứng tri. Gieo ân rải ấy cấp kỳ, đạo nhân đạo nghĩa phải thì đắc thôi. Đó là thầy muốn nói trường dạy đạo nhân. Chúng con phải rất chuyên cần như sau. Bây giờ đọc qua hãy thầy đưa tay nhớ là coi tay hằng mong ghi nhớ lúc nào. Thầy dạy chúng con phải hằng mong ghi nhớ, không được quên. Như vậy thì chúng ta kích đoạn trong một ngày cháy là phải học suốt. Lật trở lại trang 30. Hằng mong ghi nhớ. Trang 30, lật trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con nguyện thành lòng học đạo, tập thiện hướng nơi thảo tu hành, không mong sanh cả lợi danh. Chọn người tu thiện hướng nơi thảo lành tu chân, từng bước đi ghi ơn thầy tổ, ghi vào văn quyển cố học hành. Cho đường đạo được lẻ nhanh, không để chậm trễ công phu.
nhớ